Dạ thưa vâng, sau những giây phút mà quý vị vừa mới thưởng thức những nhạc phẩm rất là lãng mạn của mùa thu, có lẽ cái mùa thu là một cái hình ảnh rất là đẹp tại thủ đô Washington, thì thưa quý vị, trở lại trên làn sóng của đài NPR được phát đi từ thủ đô Washington, như Lệ Ngọc đã vừa mới thưa với quý vị, Lệ Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị tiếng nói của hai bạn trẻ. Hai bạn trẻ này như thế nào mà cho quý vị, cho chúng ta biết được cái lý do mà hai bạn này đã chọn liên danh Biden và Harris trong cái cuộc bầu cử năm nay, năm 2020. Và thưa quý vị, Lệ Ngọc đã có Alan Võ Ford và cũng như là Gary Nguyễn ở trên làn sóng của đài NPR. Thì trước khi mà bước vào cái buổi nói chuyện rất là thân mật của ba chị em, thì thưa quý vị, Lệ Ngọc xin mời Alan Võ Ford gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của NPR và sau đó là Gary Nguyễn. Lê Ngọc xin mời Alan. Dạ, em thứ nhất em chào, xin chào chị Lê Ngọc và em xin chào Gary ở Seattle, Washington và em xin chào luôn khán giả của đài NPR. Mời Gary. Em xin chào chị Lê Ngọc, anh Alan cũng như tất cả các quý khán thính giả của NPR. Ngày hôm nay em rất là vinh dự được ở đây để đàm thoại với anh chị về những vấn đề mà chúng ta quan tâm trong cuộc bầu cử kỳ tới. Thưa vâng, và thưa quý vị, phải nói rằng là hai bạn trẻ này khi mà bên ban kỹ thuật kết nối lên đó, thì Lệ Ngọc thấy có một cái sự khác lạ là có hai cái nụ cười rất là tươi, có lẽ là vì cái tuổi trẻ thưa quý vị. Mặc dù chúng ta đang sống trong những ngày với lại đại dịch, cái hình ảnh đó làm cho Lệ Ngọc rất là vui là biết là hai người bạn trẻ này sẵn sàng vượt qua những cái khó khăn, quý vị thấy không? Thì có lẽ là chúng ta, chị Lê Ngọc ở tuổi trung niên rồi và tất cả những quý vị cao niên nào cũng thấy được, cũng lây với lại cái niềm vui của hai em. Thì trước khi mà bước vào cái buổi nói chuyện này đó, thì Lê Ngọc xin vài giây phút để mà có thể giới thiệu đến cho quý vị tiểu sử rất là ngắn gọn của Alan Ford cũng như là của Gary Nguyễn. Thì quý vị đã thấy ở trên cái video, quý vị biết là Alan Ford là một nhà sản xuất phim, phim producer. Đó là một cái điều nổi bật nhất mà đài NPR chọn để mà có thể bỏ vào. Rồi Gary Nguyễn, thưa quý vị, program manager, một cái trước tiên đó thì chị Lệ Ngọc có thể nói rằng khi mà kết nối hai em đó thì cái hình ảnh của Gary rất là đẹp thưa quý vị, sáng lắm, còn của Alan thì nó hơi tối một chút xíu có lẽ, nhưng mà nó vẫn thể hiện được cái rõ nét. Thì đây thưa quý vị, Alan Võ Ford thì đây là một nhà broker về health insurance, đã có một cái công ty độc lập thưa quý vị trong hơn 26 năm, từ năm 19 tuổi, từ lúc tuổi còn rất là trẻ thưa quý vị, đã có một cái công ty bảo hiểm ở tại California và Lệ Ngọc đang thấy là 18 năm để làm cả một broker về bất động sản nữa. Thì quý vị biết hai cái ngành nghề này nó rất là quan trọng trong đời sống của người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Nếu mà không có Alan, không có những nhà broker thì quý vị biết rằng những cái thông tin nó không được đến đầy đủ, và với sự hướng dẫn của một broker mà đặc biệt là về insurance cũng như là về nhà cửa, về bất động sản, điều đó rất là quan trọng để mà có thể hướng dẫn đến cho quý vị có một cái sự lựa chọn tốt nhất, hợp nhất với túi tiền của chúng ta và hợp nhất với cái yêu cầu của quý vị. Và bên cạnh đó, Alan còn là một nhà tư vấn cho những small business nữa thưa quý vị, mà có certification, có chứng nhận như là EB3, EB5, L1, tư vấn về vấn đề nhập cư, về vấn đề kinh doanh. Một cái điều mà Lệ Ngọc thấy rất là phục Alan. Còn là một tư vấn nhà làm phim, phim producer, một nhà bình luận chính trị nữa thưa quý vị. Lệ Ngọc thấy mà các bạn trẻ mà càng ngày càng giỏi như vậy á, đó là một cái niềm hãnh diện của người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Mà khi mà nói đến phim đó, Lệ Ngọc lại thấy là Alan là một nhà sản xuất điều hành ra được cho cái bộ phim Journey from the Fall. Thì quý vị biết cái cuốn phim này cũng được gọi là cái sự ủng hộ nhiệt liệt từ những người Mỹ nha thưa quý vị, và ngay cả người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Rồi là một nhà sản xuất, một diễn viên cho phim Ride the Thunder, rồi ngay cả cho bộ phim, diễn viên cho phim Đi Tìm Julia. Thì lần lượt đó, Lệ Ngọc sẽ hỏi xem cái quan điểm chính trị của hai bạn trẻ này như thế nào. Riêng Gary Nguyễn
thì chị Lê Ngọc lại thấy là em từ Seattle, Washington. Khi quý vị nói tới Seattle, Washington thì quý vị biết là chúng ta nghe được những người mà bị nhiễm COVID-19 cũng lần đầu tiên cũng ở Seattle, Washington. Thì Gary là một program manager. Thưa quý vị, như vậy đó thì Lê Ngọc sẽ mời Alan Ford có thể cho quý vị biết trước cái cảm nhận ngày hôm nay khi mà em đến trên làn sóng của đài NVR. Em chia sẻ những gì hoặc là em có thể nói đến những cái cảm nhận tại sao trong cái cuộc bầu cử năm 2020 này mà em gọi là em sẵn sàng em lên tiếng nói, em không ngại ngùng là em chọn liên danh của Biden và Harris. Chị Lê Ngọc xin mời Alan. Em rất là cảm ơn chị cái lời giới thiệu quá dễ thương đối với em với lại Carrie. Chị ơi, em thì em sinh năm 1975. Chút về lịch sử của em thêm. Em sinh năm 75 tháng 3, trước khi mà Sài Gòn bị thất thủ bởi Cộng sản. Thì lúc đó đó thì bố của em bị bắt đi vô tù cải tạo. Thì mẹ nuôi 6 người con. Rồi bố đi tù cải tạo 9 năm, rồi sau đó tụi em đi vượt biên qua định cư bên Mỹ là 1985. Thì lúc đó đó hồi nhỏ, đúc từ hồi nhỏ đó thì em đã quan tâm tới chính trị rồi. Từ cái thời mà ở bên Việt Nam tới cái thời qua Mỹ luôn. Tại lúc hồi nhỏ đó thì dĩ nhiên là tụi em đi học trường mà Cộng sản họ 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 ra những cái đề tài khác nhau. Rồi xong rồi học về đó thì là mẹ dạy lại tụi em là những cái lịch sử nó khác nhau, nên lúc đó mình nếu mà mẹ không có chỉ dạy lại cho em đó thì em nghĩ là chắc em cũng không quan tâm về chính trị gì nhiều. Có thể là mình chỉ theo cái thời của người ta chỉ mình sao vậy thôi. Thì em nghĩ rất là quan trọng cái vấn đề mà về những cái issue, những cái gì mà trong trường họ dạy cho mình nó rất là quan trọng, nhưng mình phải tìm hiểu thêm về cái xã hội chung quanh của mình, cái gì nó quan trọng nhất. Thì em quan tâm nhiều vấn đề lắm, nhưng mà trong trong vấn đề đó đó là có về chính trị em rất là quan tâm về vấn đề đó. Em thì là register là Democrat, là đảng Dân Chủ, nhưng em có khi em cũng bầu cho những người ở đảng Cộng Hòa và em cũng giúp những người ở đảng Cộng Hòa. Em chọn là em chọn người đó chị, chứ em không chọn đảng. Cái người nào mà em thấy có những cái lý chí giống như mình, hoặc là họ giúp đỡ cho những người mà cần thiết, giống như những người nghèo. Cái đó là những cái quan tâm mà em quan tâm nhất, là cái người đó có cái trái tim vàng hay là không, để giúp cho những người mà cần cái sự giúp đỡ. Không riêng chỉ những người giàu thôi, mà giúp hết cho những người trong chung quanh mình. Giống như là mình là một người tổng thống của một nước đi, hoặc là mình một là người thống đốc hay là người gì có chức ở trong xã hội đi, thì mình cũng nên lo cho hết những người xung quanh mà mình có trách nhiệm đó. Cái đó là cái quan điểm của em về chính trị. Vâng, cái sự chia sẻ thêm về cái đời sống của Alan đó là quý vị khán thính giả có thể cảm nhận được cái trái tim của Alan với cái sự thành công ở cái tuổi như vậy, năm 1975. Tất nhiên là năm nay Alan bao nhiêu tuổi rồi, Em Alan 45 tuổi chị. 45 tuổi, trong Em hình già ảnh đó rồi. thì chưa thấy Alan già. Có lẽ là vì cái trái tim của Alan sẵn sàng gọi là give back. Với cái sự thành công của mình càng thành công thì mình càng cần phải cho đi. Khi mà mình cho đi, có lẽ là mình sẽ nhận lại được nhiều hơn. Thưa quý vị, cái nhiều hơn đó là chính cái cảm giác mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Đó là cái điều mà chị Lê Ngọc mới gặp em lần đầu tiên, tự nhiên cũng đã có một cái tình cảm đến cho Alan và cũng như là Gary. Thì có lẽ đó là cái lý do mà một phần nào mà Alan vừa mới trình bày đến cho quý vị khán thính giả mà Alan lên tiếng là Alan chọn cho liên danh của Biden và Harris. Như vậy thì Gary, còn em thì như thế nào, cũng là một bạn trẻ thì em có cái cảm nhận gì khác biệt với lại Alan hay không? Em chào chị Ngọc. Thì đối với em thì em không có register cho bất kỳ một cái đảng nào hết, và đây là lần thứ hai em bầu cử từ sau cái kỳ bầu cử giữa kỳ năm 2018. Đối với em á, thì em tương đồng với anh Alan ở một cái điểm là khi mà em lựa chọn một cái người lãnh đạo cho một quốc gia, em nhìn họ về con người cá nhân, về những việc họ làm và những cái họ cái đường lối và cái suy nghĩ của họ, cái cách mà họ lãnh đạo một quốc gia, thì những cái điều đó em gom lại để em đưa ra cái quyết định của mình. Thì khi mà được mời đến cái chương trình ngày hôm nay á, thì em cũng có một cái chút cái sự phân vân, tại vì em biết là em còn trẻ
và có lẽ là em không có nhiều cái kinh nghiệm, không có nhiều cái sự trải nghiệm như những cô chú, những anh chị khác. Tuy nhiên đối với em nghĩ là cái khi mà em tự đặt ra câu hỏi chính trị là gì á, thì em không có nghĩ nhiều về cái việc mà những cái việc đao to búa lớn. Em nghĩ tới những cái vấn đề là công việc hàng ngày của bản thân mình và gia đình, cái sức khỏe của gia đình và của bản thân mình, những cái điều rất là nhỏ nhặt, thì những cái đó nó là những cái điều mà em quan tâm nhiều nhất khi mà em cân nhắc giữa Biden hay Trump để em lựa chọn là người người để em bầu. Thì trong hai người này thì đối với em một người rất là rõ để cho em thấy là khi mà em nhìn vào cái ứng cử viên này, em thấy ở ở người đó cái hình ảnh của cha mình, của ông mình, một người đã trải qua rất là nhiều những cái đau thương và họ cảm nhận được những cái đau thương đó và họ có cái tình yêu đối với những người khác. Còn một người là cho em có cảm giác là một người mạnh mẽ, một người nói những cái điều mình suy nghĩ, tuy nhiên cái việc làm của họ là không đi đôi với cái lời nói, và khi mà có một cái chuyện gì đó xảy ra họ lại thích đổ lỗi cho người khác hơn là chịu trách nhiệm với tư cách là một người lãnh đạo của một quốc gia. Thì đó là cái cách em nhìn về cái cuộc bầu cử năm nay. Mặc dù là ngại ngùng nhưng mà vẫn sẵn sàng chia sẻ những cái cảm nhận của em, những cái cảm xúc của em. Thì trở lại với lại Alan Ford, cái điều đầu tiên mà chị cảm thấy rất là thích thú ở Alan và Gary trong ngày hôm nay, khi mà trong ban tổ chức ra cái cuốn video 111 người đàn ông lên tiếng nói ủng hộ cho Joe Biden á, thì Lê Ngọc cảm thấy rất là phục, là tại vì là Vivian cũng như là Vivian và các anh chị nào khác trong cái ban tổ chức mà tổ chức cái cuốn video này đó nha, thì đưa ra một bên Alan rất là thích chính trị, một bên Gary có thể nói rằng là phi chính trị nhưng mà nói những cái gì cảm nhận được trong cái đời sống rất là gần gũi với lại tất cả mọi người. Thì đây là một cái câu hỏi mà chị Lê Ngọc gửi đến cho Alan nha. Khi mà Alan nói thích chính trị, đa số nha, mình nói đa số những cái tiếng nói mà trên cái mặt nổi thôi, chứ còn thật sự chúng ta chưa biết đó có phải thật sự là đa số hay không. Nhưng trên cái mặt nổi thì lúc nào người ta cũng tưởng là đa số. Thì majority of Vietnamese American, là đa số những người mà Mỹ gốc Việt, đều nói rằng là họ ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump chỉ vì có bên chỉ có ông Donald Trump mới là chống Trung Cộng hoặc là chống Cộng sản. Thì cái điều này Alan, em nghĩ như thế nào khi mà em nói rằng là em sinh năm 1975, có nghĩa là em ở ngay đúng vào cái lúc mà đất nước Việt Nam của chúng ta mất vào tay Cộng sản, và em cũng lớn lên ở đó và em qua Mỹ, thì cái nhận định của em như thế nào trong cái vấn đề, trong cái câu hỏi mà chị Lê Ngọc vừa mới đặt ra, thưa em? Em rất là cảm ơn chị. Thì đó đúng là phần đông đó là em nghe nói giống như là ở trong Facebook của em đi, thì em có khoảng 5.000 người bạn và rất là nhiều người theo dõi. Thì trong 5.000 người bạn đó đó thì có rất là nhiều người Việt mà em thấy là họ ủng hộ Trump, là và em có hỏi họ luôn là tại sao bạn support Trump. Thì họ có nói với em là tại vì ông Trump ông đánh Trung Quốc. Đó chỉ là cái vấn đề quan trọng nhất là ông đánh Trung Quốc. Rồi em có nói với họ luôn là ok, bạn nhận xét sao về đời tư của Trump, giống như là Trump đã có bao nhiêu vợ và đã làm những gì mà sai trái trong trong cái trong đó để họ có những cái gì những cái lợi tức đó, hoặc là Trump nói xạo rất là nhiều lần, hơn 20.000 lần chị, based on cái fact check của trung tâm fact check họ coi đó. Thì đối với em đó, giống như bây giờ mình lựa chọn một người vợ hay là người chồng hay là người bạn hay là một người thân nào đó, mà nếu một người thân đó mà cứ nói xạo với mình hoài đó, thì chị nghĩ là mình có tin tưởng người đó hay không, đúng không? Tại vì cái quan trọng với em đó là người trung thật, thì mình nói chuyện thật thà với người ta, đừng có nói xạo cho người ta, hoặc là đừng giấu giếm những cái chuyện mà rất là quan trọng để nó ảnh hưởng tới đời sống hoặc là tính mạng của người ta. Thì Trump là một cái người mà em nhận xét là một người nói xạo rất là nhiều và một người không có thể tin tưởng. Nếu mà lại nói về làm ăn nó cũng vậy, mình làm ăn mình phải trung thật với lại người khác, người này người kia người nọ, mình nói chuyện mình nói đâu ra đó, mình nói lời nào thì mình phải nhớ là mình hứa cái lời nào, mình phải nhận những cái lời đó, mình hứa mình phải làm những cái điều đó. Mà Trump hứa rất là nhiều lần mà đã thất hứa rất là nhiều lần mà không có làm những điều đó. Giống như giả tỷ như lúc mà Trump đầu tiên ra ứng cử để cho 2016 đó làm tổng thống đó, thì Trump có nói là ok, Trump sẽ xây một cái bức tường rất là lớn giống như là cái vạn lý trường thành của bên Trung Quốc vậy đó. Thì
Trump sẽ cấm hết những người mà Mỹ Tây cơ, những người Latin ở dưới Nam Mỹ qua bên vô vô cho nước Mỹ. Thì cái điều đó đó, sau khi nói xong, sau khi làm tổng thống, khi không có làm cái vấn đề đó, thì nói là Mỹ sẽ trả cái tiền đó. Mỹ không trả một xu về cái tiền đó, mà Trump lúc đó sợ là mất mặt nên Trump chuyển cái tiền của ở bên quân đội qua bên để làm cái tường đó, mà cái tường đó bây giờ tới giờ cũng chưa có làm ra tới đâu hết, làm có khoảng tới một mai thôi, mà cái này tới cả ngàn mai, bao nhiêu cái thời gian để làm cái đó, mà những cái tường đó nó thật sự nó cũng không có che che đỡ gì nhiều người, như người họ đi lậu. Tại vì là chị, những người mà họ qua lậu đó là họ ăn rơ với lại hai bên cảnh sát của hai bên, hoặc là gọi là border patrol đó của hai bên rồi. Tại vì hai bên đó đó họ ăn tiền chung với nhau, họ cho cái người đó qua đó, nên dù là anh xây bao nhiêu cái tường đó đó, những người đó họ cũng ăn rơ qua dễ dàng thôi. Nên tại sao phải xây cái đó mà Hy không có hiểu cái vấn đề đó đó. Cái đó là một những cái điều đó. Cái thứ hai đó là về về gia đình đi, em nói về gia đình giữa Biden với lại gia đình của Trump, thì em tìm hiểu rất nhiều, em không có nghe giống như là một bên là CNN hoặc là một bên Fox News, no. Em Google, em coi hết những tin tức, giống như là những cái Google mà gọi những cái tin tức mà gọi là neutral đó, giống như là AP Press hay là trong Google Wikipedia, họ 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 điều tra rất là kỹ về cái vấn đề mà của hai bên rồi họ mới dám để lên cái đó trên mạng. Đó, Wikipedia dối em là một tin tức cũng là rất là chính xác, nhưng nó cũng có cái vài cái sai ở trong đó giống như em thấy, nhưng mà họ những cái đó là cái sai nhỏ nhỏ để họ có thể thay đổi được. Thì em tìm hiểu ra về gia đình của Biden đó chị, thì Biden đó hồi là một người thượng nghị sĩ của tiểu bang Delaware là đã được ba mươi mấy năm rồi. Thì ông đi xe lửa, ông đi xe lửa hàng ngày tới đó mấy tiếng cho tới Washington để Hy làm việc ở bên đó. Thì hồi lúc hồi trẻ đó thì Biden có một người vợ rất là dễ thương. Thì người vợ đó có ba người con, hai người con trai với một con gái. Người con trai cả là Beau Biden, người thứ hai là Hunter Biden, người thứ ba đó là một người con gái, mình cũng quên cái tên của cháu gái đó rồi. Thì lúc mà cháu gái đó được một tuổi mấy đó, thì người mẹ đó dẫn ba người con đó đi trên đường đó, thì bị một cái xe truck đụng một cái. Thì lúc đó đó cháu gái nhỏ nhất đã bị mất, và cái buồn nhất đó là người mẹ đó cũng mất luôn. Thì Biden đó là một người cha mất vợ và mất người con, nuôi hai đứa con trẻ đó lên và vẫn đi làm như thường xuyên để đi làm cho chính phủ trong cái thượng viện. Và trong suốt thời gian đó đó thì lo cho hai đứa con, rồi sau đó đó Joe Biden mới quen với lại Jill Biden là một người bác sĩ, và hai người thương nhau cho tới bây giờ luôn. Thì mình thấy một cái hình ảnh rất là đẹp về gia đình của Joe Biden. Thì mình tại vì đó bố mẹ mình á, thì lúc mình sinh mình ra thì mình cũng có căn dặn rất là nhiều điều quan trọng tới xã hội và gia đình, và những người mà mình coi như là chọn lựa để là cái người đi với mình suốt đời, giống như là người vợ, người chồng gì đó. Thì Alan thấy trong cái gia đình của Biden thì họ rất là sạch sẽ về cái vấn đề đó. Còn riêng về ông Donald Trump thì đối với Alan là Hy là một cái người playboy, một cái người mà sinh ra hồi nhỏ đã giàu rồi, và không biết những cái nghèo trên xã hội và những cái đau thương ở trên xã hội là cái gì. Tại vì có thể là Hy không có cơ hội để coi những cái vấn đề đó, hoặc là muốn không muốn coi những gì đó. Và suốt đời của ông là được nằm ở trong những cái giàu sang phú quý, và gọi là spoiled brat, nghĩa là được nuông chiều nhiều quá mà không có lo đến người khác. Cái đó là cái mà quan điểm mà Lâm thấy về Donald Trump. Thứ nhất là về gia đình của Donald Trump đi. Ông cưới một người vợ đầu tiên, cô tên là Ivana. Ivana rất là giỏi. Ivana có ba người con với lại Trump, là người thứ nhất là Donald Trump Jr., thứ hai là Eric, là thứ ba là Ivanka. Thì ba người con này đó thì tương đối cũng 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 rất giỏi, nhưng rất đẹp, nhưng họ thiếu cái tấm lòng từ bi, tấm lòng thương người. Cái đó là cái quan trọng, tại vì họ sinh ra cũng giống như bố như vậy. Thì cô vợ đầu tiên của Trump á, thật sự rất là giỏi. Cô này giúp cho Trump rất là nhiều về vấn đề đầu tư bất động sản, cái này cái nọ. Thì Trump nhờ cô này, trong thời gian đó Trump cũng phá tiền rất là nhiều, tại vì Trump được cái tiền của bố giao lại, thì bố
có cái tiền của ông nội giao lại từ cái thời đó, thì cái tiền đó, cái số lượng đó rất là nhiều, khoảng 400-500 triệu trong thời gian đó, năm 1960 mấy, 70 mấy. Thì Trump phá tiền cũng rất là nhiều, nhưng nhờ cái người vợ đó đầu tư đúng chỗ, những cái chỗ mà gọi là bất động sản rất tốt trong cái thời kỳ của thành phố New York. Sau đó Trump mới ăn dụng, trong thời gian mà có người vợ đầu tiên đó, Trump ăn dụng rất là nhiều. Cái mà em nói ăn dụng là đi ngoại tình đó chị. Thì coi mình nói là đi ăn phở đi nha. Bây giờ mình nói là Trump đi ăn phở đi. Là mỗi lần đi ăn phở là đi ăn dụng đó. Thì người vợ đầu tiên đó rất là buồn về cái vấn đề mà Trump lúc nào cũng đi ăn dụng hết. Tại vì anh chàng này có tiền nhiều quá, thì lúc mà có tiền nhiều quá đó thì also có cái tánh playboy nữa, thì sẽ có nhiều người phụ nữ đẹp đến hêm. Thì lúc mà đến hêm thì dĩ nhiên Hy không bao giờ từ chối, giống như Joe Biden có thể Hy từ chối những cái đó, tại vì Hy cũng là thượng nghị sĩ, cũng là một cái người có chức quyền và cái người cũng có tiền bạc. Nhưng cái quan trọng trong tấm lòng mình có từ chối hay là không, Trump thì em khẳng định là Hy không có từ chối vấn đề đó, và Hy làm ra những cái giống như Miss Universe để Hy gần gũi những cái người trẻ đó, những cái người đẹp đó, và để Hy bóp xòa cái này. Đó là những cái câu nói mà Hy chính thức Hy nói, nghĩa là bóp những người đàn bà mà không có nghĩa là họ không có cho quyền mà để bóp đó, là Hy nghĩ là Hy có tiền bạc, Hy có thể làm cái gì cũng được hết. Cái đó là cái em không có thể chấp nhận được cái vấn đề đó. Người phụ nữ họ có cái quyền của họ để họ muốn cho người nào thương họ hay là cái gì đó, chứ không có quyền người đàn ông bóp. Mà những người mà theo Trump họ nói cứ bóp đi, họ thích như vậy. Cái đó là cái mà rất là bất hợp đối với em đó. Cái thứ hai là Trump sau khi ly dị với người vợ thứ nhất thì đã ngoại tình với là người vợ thứ nhất cho người vợ thứ hai là Marla rồi. Thì trong thời gian mà cặp với lại Marla cũng có ngoại tình với nhiều người khác nữa. Rồi sau khi quen với lại Melania thì là ngoại tình với là Marla rồi. Thì cưới Melania thì sau đó ngoại tình rất là nhiều người. Thì có một cái case lớn nhất mà mình cũng có nghe, em nghĩ là chị cũng biết, là về cái case mà Trump đã muốn câm miệng những người mà Trump đi ăn dụng với, và đã trả cho cái cô Daniel Storm 130.000 đô mà luật sư của Trump đã ra chứng minh nói hết về vấn đề này. Thì đối với em nghe em rất là đau lòng và em rất là giận về cái vấn đề này. Nhưng những người mà họ cuồng Trump, giống như những người Việt hải ngoại đây, họ không có care về cái vấn đề đó nữa. Họ chỉ nói miễn là ông Trump quýnh Trung Quốc là họ chịu thôi. Dù là ổng ngoại tình, dù là ổng nói xạo, dù là ổng làm những cái gì tồi bại nhất trên xã hội này, họ cũng chấp nhận ổng cái vấn đề đó. Đối với em không chấp nhận vấn đề đó. Dạ, xin cảm ơn chị. Nãy giờ chị Lệ Ngọc phải nói rằng đó, Alan, những thính giả vừa nhắn tin vào và nói rất là thích nghe cái câu chuyện của Alan. Có lẽ có đây có một vị thính giả ở ngay tại vùng Virginia của chị, nói đúng hàng gì Alan làm phim producer, kể câu chuyện rành mạch mà nghe rất là thích thú. Còn cảm ơn chị Lệ Ngọc, bữa nay là chị được khen qua nhờ em đó nha Alan. Như vậy thì trong lúc mà như vậy đó thì chị Lệ Ngọc phải cảm ơn Alan và cảm ơn Gary cũng như là cảm ơn Vivian Lee đã lên trên làn sóng của đài NVR cùng với chị trong cái thời gian bầu cử, để cho chúng ta cùng nhau học hỏi, chia sẻ để mà biết thật sự trung thực việc gì đúng, việc gì sai, để cho chúng ta cùng nhau biết được một cách rất là rõ ràng. Thì Gary đã nghe Alan chia sẻ những cái cảm nhận, những gì mà Alan biết được, research được. Thì đối với Gary thì em như thế nào nếu mà trong cái câu hỏi mà nãy chị đặt ra cho Alan, dù rằng chị nghe và chị biết rằng em nói là em cũng không có biết chính trị cho nhiều lắm, phi chính trị, thì chị nghĩ là những gì mà em chia sẽ là những gì mà tất cả quý vị khán thính giả sẽ đánh giá nó có một cái giá trị cũng rất là cao. Thì em nghĩ như thế nào khi mà người Mỹ gốc Việt hay người Việt tại hải ngoại của chúng ta đến nói với em cái lý do tại sao họ ủng hộ cho ông Trump là chỉ vì ông Trump chống Trung Cộng và có thể chống Cộng sản, thì điều này em nghĩ như thế nào? Đối với em thì em có một cái phần đồng cảm với những người có cái suy nghĩ đó và ủng hộ Trump vì cái vấn đề chống Trung Quốc. Thì em nghĩ một cái niềm đau ở trong quá khứ thì họ có cái niềm tin khi mà họ nhìn thấy Trump là người lên tiếng nói một cách gọi là công khai để ủng hộ để chống Trung Quốc. Tuy nhiên em lại có một cái suy nghĩ là mình nghe người ta nói nhưng mà mình phải nhìn được những cái gì người ta làm.
và những cái điều người ta làm nó có mang lại một cái kết quả giống như cái người ta nói hay không, hay là mình chỉ nói suông để mình có được cái sự ủng hộ, ngoài ra mình không có làm gì hết. Thì em được một cái, vì em không có quan tâm nhiều tới cái việc là đấu đá lẫn nhau, nên em nhìn nhiều về cái số liệu, tại vì đó là cái thực tế, tại vì đó là cái mà đối với em đó là cái duy nhất mà có thể thuyết phục được em có thể là đi theo một người nào hay là không theo một người nào đó. Thì từ khi mà Trump lên lên nhận chức tổng thống thì ổng đã có những cái sách động, những cái cuộc chiến thương mại đối với Trung Quốc. Thì hy vọng đối cái hy vọng là làm những cái cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, và vì vậy đem đánh đánh sập cái nền kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên cái kết quả của những cái cuộc chiến thương mại đó nó như thế nào thì em có xem những cái số liệu, và từ những ngày đầu của cuộc chiến thương mại cho tới ngày hôm nay á, thì nước Mỹ, những cái công nhân ở Mỹ mất khoảng 300.000 jobs vì cái cuộc chiến thương mại đó. Lý do là vì khi nước Mỹ không còn nhập khẩu hay là tăng những cái thuế nhập khẩu đối với những mặt hàng Trung Quốc, thì những cái Trung Quốc họ sẽ đánh trả lại bằng những cái chính sách tương tự. Và vì vậy những người đi làm như mình là những người bị thiệt, tại vì khi mà không còn sản xuất nữa thì công nhân bị thôi việc. Cái thứ nhất, cái thứ hai, khi mà có những cái cuộc chiến thương mại đó và người Trung Quốc họ bị chịu những cái thuế, thì họ sẽ lại đánh những cái thuế đó lên cái giá của những cái mặt hàng. Vì vậy người người tiêu dùng của mình khi mà đi mua hàng phải chịu những cái tiền thuế đó. Thì tính tính ra Trung Quốc họ không có phải trả những cái thuế như mà bị Trump đánh lên. Một cái thứ ba mà cái em nghĩ là quan trọng nhất đối với cái sự ngoại giao á, là khi mà Trump gây ra những cái cuộc chiến thương mại đối với Trung Quốc thì tạo cơ hội cho Trung Quốc họ mở rộng cái mối làm ăn với những cái nước khác. Thay vì làm ăn với Mỹ, họ quay ra họ làm ăn với những nước khác, và vì vậy họ gắn thêm cái mối quan hệ của Trung Quốc với tất cả những cái nước đồng minh của Mỹ, thay vì những nước đồng minh của Mỹ làm việc với Mỹ. Ngoài ra một cái điều mà em quay lại với cái vấn đề mà thường ngày của mình á, thì những cái người nông dân, những người mà làm những cái có những cái nông trại để làm những cái nông sản để đi xuất khẩu á, tại vì Trung Quốc họ đánh thuế và họ không nhập khẩu nữa, vì vậy họ những cái vụ mùa đó họ không biết bán đi đâu và họ bị thất thoát, và Trump phải là người lấy tiền của chính phủ để bù lỗ cho những cái doanh nghiệp đó. Thì những cái hành động đó cho em thấy là cái cuộc chiến thương mại này nó em chưa biết nó ngã ngũ như thế nào, nhưng mà cái mà em thấy á, là cái những người trong nước Mỹ, những người Việt, những người Mỹ, những người Mỹ gốc Việt, những người Mỹ, những cái sắc dân khác là những người đang chịu thiệt trước tiên, trước khi những cái kết quả của cuộc chiến này nó xảy ra như thế nào. Cái em quan tâm nữa, như hồi nãy lúc ban đầu em nói, là khi mà một cái vấn đề nào nó xảy ra, mình nên nhìn thấy cái người lãnh đạo của quốc gia, họ chịu trách nhiệm và họ lãnh đạo cái quốc gia, thay vì chỉ ngồi ngồi đó và đổ lỗi cho những người khác. Em hiểu là đối với rất là nhiều những cử tri Việt Nam á, cái vấn đề về Trung Quốc là cái vấn đề quan trọng nhất. Tuy nhiên cái sinh hoạt thường ngày của mình, cái cuộc sống của mình hàng ngày á, nó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà cơm không có ăn mỗi ngày, công việc không có đi làm, hay là mình chỉ ngồi mình lo về những cái vấn đề về COVID, thì mình làm sao mình làm những cái chuyện lớn được. Thì từ ngày mà cái COVID, một cái điều mà em đang thấy rất là buồn á, là khi mà COVID nó xảy ra cho tới ngày hôm nay á, thì đã có hơn 200.000 người người Mỹ chết. Thì nước Mỹ á, tính về dân số của nước Mỹ á, là nước Mỹ có khoảng 4% dân số to so với tổng dân số thế giới, có nghĩa là cứ 20 người trên thế giới thì có khoảng một người là người Mỹ. Tuy nhiên nếu mà các bạn nhìn thấy cái số người chết vì COVID á, thì tổng số người chết của nước Mỹ á, chiếm 20%, có nghĩa là cứ 5 người chết vì COVID là một người là người Mỹ. Thì cái con số đó đối với em nó rất là thương tâm, ở cái chỗ là khi mà em xem những cái debate, những cái cuộc tranh luận ở trên đài á, của Trump và Biden, cũng như là ngày hôm qua là cuộc tranh luận giữa Mike Pence và Kamala Harris á, thì họ đều nói một cái điều là Tổng thống Trump ổng đóng cửa biên giới, thì vì cái hành động đóng cửa biên giới đó mà số người Mỹ chết á, giảm hơn rất là nhiều, chỉ 200.000 người chết thôi. Nhưng mà đối với em cái câu nói đó nó rất là vô trách nhiệm, ở cái chỗ là chỉ 200.000 người chết, đó chính là 200.000 cái đám tang của rất nhiều gia đình, bao nhiêu người chết là đủ để cho mình cảm thấy nó thương tâm. Thì đối với em cái câu nói đó nó rất là vô tâm, mà thay vì khi mà tại vì Trump được 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 có những cái báo cáo mỗi ngày về những cái vấn đề trên thế giới, những cái
điều gì nó gây hại đến nước Mỹ, thì Trump đã biết về cái coronavirus này từ rất là sớm. Tuy nhiên ổng rất là sợ, tại vì khi mà công bố những cái số liệu này ra, người dân lo sợ nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới kinh tế và cái giá cổ phiếu. Khi mà cái giá cổ phiếu nó đi xuống á, thì có rất là nhiều cái ảnh hưởng đối với kinh tế, và Trump không muốn điều đó, nên Trump coi như là coi nhẹ nó. Ổng biết cái vấn đề đó là cái vấn đề nghiêm trọng, nhưng mà ổng đều ổng khi mà ổng đứng trước dân chúng, ổng nói cái điều này không có gì đâu, đừng có lo, tới hết tháng 4 thì mọi chuyện nó sẽ đi qua, khi mà mùa hè nó tới thì cái virus nó không còn. Tuy nhiên ổng biết được trước đó, tức là vào khoảng cuối tháng 2 á, khi mà ổng nói chuyện với một người, em quên tên rồi, nhưng mà ổng gần đây ổng ra một cái sách. Trump thừa nhận trên cái băng ghi âm á, là ổng biết về cái virus này, ổng biết được về cái virus này nó nguy hiểm như thế nào từ hồi cuối tháng 2. Tuy nhiên ổng không có một cái bất kỳ động thái nào để giúp đỡ, để chuẩn bị cho tới khi mà nước Mỹ nó rất là hỗn loạn cho tới ngày hôm nay. Thì đối với em, mình nghĩ về cái vấn đề Trump đánh Trung Cộng là một cái vấn đề duy nhất để mà mình bầu cho Trump. Nhưng mà mình cũng nên xem lại là trước khi mình làm việc lớn, thì cái cuộc sống hàng ngày của mình, cái công việc, cái gia đình, cái sức khỏe của gia đình và người thân, nó phải là cái điều trước tiên. Thì những cái điều đó nó không có được Trump coi trọng, thì làm sao mà bản thân mình có thể ủng hộ một người như vậy được. Thì đó là cái quan điểm của em, và em cảm ơn chị đã hỏi câu hỏi đó. Chị Lê Ngọc cảm thấy là thích thú mà ngồi nghe Gary chia sẻ những cái cảm nhận, và thật sự đúng như vậy. Những gì mà nhờ ông ký giả mà Gary có nhắc đến là ông Bob Woodward, thì chúng ta mới biết được thật sự những gì xảy ra ở ngay trong tòa Bạch Ốc, những cái gì mà trong gọi là ông Donald Trump ông nghĩ tới mà ông lại giấu chúng ta, đó là những người dân. Thành thử bây giờ nếu mà nói tới cái vấn đề đó thì nó có quá nhiều những cái vấn đề mà hiện nay cử tri họ quan tâm đến. Cái điều đầu tiên đó là tất cả mọi người chúng ta đều muốn kinh tế mình được vững mạnh, đều muốn những cơ sở thương mại, bất cứ những cơ quan nào hay là bất cứ những kỹ nghệ nào được mở cửa trở lại bình thường, để cho chúng ta có một cái đời sống trở lại như trước đây. Không ai muốn lãnh tiền thất nghiệp, đúng không Gary và Alan? Không ai hề muốn hết á, tại vì cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta là chúng ta phải bước ra khỏi nhà, chúng ta phải đóng góp bất cứ một cái kỹ năng nào mà chúng ta có được. Ở mỗi một con người chúng ta đều có những cái gọi là những cái kỹ năng hoàn toàn khác nhau để đóng góp cho đất nước. Thì cái điều này đó, trước đây trở lại với Alan đi, và ngay cả Gary, để sau đó Gary có thể mà tiếp lời với lại Alan, là vào năm 2016 cử tri Mỹ, có lẽ chị Lê Ngọc nghĩ là sau 8 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân Chủ, dưới sự lãnh đạo của cựu Tổng thống Barack Obama, thì cái suy nghĩ của cử tri vào lúc đó, lúc nào cũng vậy, chúng ta thấy được cái giá trị, cái đẹp giữa hai đảng, Dân Chủ và Cộng Hòa. Hầu như tất cả những cái cuộc bầu cử Tổng thống chúng ta thấy rằng 8 năm Cộng Hòa rồi tới 8 năm Dân Chủ, 8 năm Cộng Hòa, nó làm cho quân bình cái chính sách của nước Mỹ, mà từ đó nước Mỹ trở thành một siêu cường, không giống như những đất nước Cộng sản, chỉ có độc đảng mà thôi. Thì chúng ta phải nhận được cái đẹp, cái giá trị của hai đảng. Thì có lẽ chị Lệ Ngọc nghĩ vào thời điểm đó người ta chưa biết Donald Trump là ai, mà chỉ biết rằng ô, ông là một nhà tỷ phú, ông rất là thành công, thành thử và phi chính trị. Và những cái lời nói, vì ông cũng là một người đã luôn lên truyền hình trong cái chương trình Apprentice của ông, những cái lời nói rất là mạnh mẽ, không ngại ngùng, nổ, người Việt mình nói rằng nổ một cách rất là mạnh bạo, không cần biết đúng hay sai, không cần biết là tôi hứa tôi có làm được hay không. Và ngay cả khi mà nói không đúng, ông cũng tỉnh bơ, không có giống như nếu mà chị Lệ Ngọc hay hai em Alan Gary đi, nếu mà chúng ta có lỡ nói xạo chúng ta cũng hơi mắc cỡ lắm á, có lẽ là cái cảm xúc Ông của sợ ta, quen. đúng không, cái mặt cũng đỏ lên hay là cũng tạ. Nhưng mà đối với lại tổng thống, mỗi lần mà chị Lệ Ngọc nghe phóng viên hỏi ông là có cái vấn đề mà bịt miệng hai cô đào đó hay không, thì ông nói nột nột, rất là tỉnh bơ, chắc có lẽ mình không được như vậy đâu. Thành thử nếu mà hai em nhìn đi, nếu mà người ta luôn nghĩ đó là ông Donald Trump
là một thương gia rất là thành công. Rồi vào thời điểm đó người dân không hề biết ông như thế nào, nhưng mà dưới gần 4 năm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump thì cái thực tế nó lại hoàn toàn khác. Và đặc biệt là trong những ngày gần đây, khi mà cái vấn đề thuế của Tổng thống Donald Trump được vạch trần ra bởi New York Times, thì chúng ta thấy rằng cái con số ông đóng thuế với cái sự biện minh của Phó Tổng thống Mike Pence trong ngày hôm qua trong cái cuộc tranh luận, chúng ta thấy là ông Mike Pence phải chống đỡ rất nhiều dưới cái sự công kích của thượng sĩ Kamala Harris, thì cái điều đó là lẽ đương nhiên rồi trong một cái cuộc tranh luận. Nhưng mà ở Allen và ở Gary thì hai em có chấp nhận là một thương gia mà luôn nói rằng là mình là một cái thương gia thành công mà mình lại không đóng thuế, hoặc là mình trốn thuế, hoặc là mình khai gian lận, thì cái điều này Alan em nghĩ như thế nào Alan, rồi tiếp tục là Gary. Em có tìm hiểu rất là nhiều về Trump, cũng đọc rất là nhiều về Trump. Và quan điểm của em đối với Trump là như vậy. Hắn là một người gian xảo, làm ăn rất là gian xảo, nói chuyện xảo, nói chuyện gian xảo với người ta. Trump đó thật sự thất bại rất là nhiều lần. Trump đã file bankruptcy 7 lần lận chị. Trump có nhiều công ty và đã bankruptcy để quỵt cái tiền của người ta, giống như casino mà Trump đã mở ra ở Atlanta, Georgia. Mất 1 tỷ đồng chị, casino làm sao mất mất tiền đúng không? Phần đông là casino họ lấy tiền của người ta, tại họ có những cái chính sách rất là mưu mẹo để họ lấy tiền của những người dân. Mà làm sao mà anh mất tiền 1 tỷ đồng cái đó? Không, Trump là cái người là mà gian xảo nhất, em nói gian xảo nhất mà về vấn đề mà kinh doanh. Trump đã bị thưa kiện hơn 4.000 lần chị. Một cái người kinh doanh giỏi á, không nên có một cái thưa kiện, không nên có một cái thưa kiện. Trump bị 4.000 lần, mà trong 2.500 lần đó đó là chính phủ liên bang và tiểu bang đã thưa kiện him. Đối với em, một người làm ăn mà bị thưa kiện nhiều như vậy thì là một không có phải là người tốt. Trump mở ra cái university, Trump University để gạt tiền, gạt những cái người học sinh đó và bị phạt 25 triệu đô và phải đóng cửa cái university đó. Khi làm ăn không có đàng hoàng, đối với em á, mình mở một cái university là một cái rất là quan trọng về vấn đề học vấn, thì mình làm cho nó đàng hoàng để cho những người người ta lớn lên để người ta học cái đó, mà anh đi gạt người ta. Và thứ nhất, thứ hai nữa đó là Trump biết những cái cách để trốn thuế mà gian manh, giống như là trong cái New York Times đi article đi, nó nói là Trump dùng 70.000 đô để đi làm tóc, chị thấy không? Em nói thiệt á, em chưa có thấy người trên đời nào mà 70.000 đô một năm mà đi làm tóc hết á. Dù là những người nghệ sĩ, ca sĩ hoặc là tài tử nổi tiếng trên 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 nước Mỹ đi, họ cũng không có dùng tới 70.000 đô để đi làm tóc. Cái đó là một cái gian manh rất là lớn. Và nếu mà người thật sự mà người đàng hoàng đó, bao nhiêu tổng thống năm hồi hồi đó tới giờ đó, họ đã đem ra những cái thuế của họ và họ công khai ra hết. Giống như là Joe Biden đã công khai ra hết bao nhiêu 40 mấy 50 năm của thuế của him. Trump giấu giếm, giấu giếm, giấu giếm, cho tới bây giờ vẫn giấu giếm. Và luật sư của New York đã muốn đem ra hết những cái thuế đó, nhưng mà Trump tìm những mọi cách để chống lại cái vấn đề đó, để không có đem cái thuế ra. Tại vì trong cái thuế đó đó sẽ tìm ra những cái gian lận và những cái xấu xa của Trump. Cái thứ nhất là Trump đang nợ hơn 400 triệu. 400 triệu. Mình không biết là 400 triệu này nó từ đâu tới, có thể nó từ nợ từ ở bên Liên Xô của Tổng thống Putin hoặc là những cái cơ quan nào khác, mình không biết. Mà khi mà mình nợ cái tiền đó của người đó nhiều như vậy thì họ sẽ có cái ảnh hưởng đối với mình để những cái quyết định mình đó. Thì theo với Alan thì Alan thấy giống như là Trump bị control bởi Putin, tại vì Putin là một cái người mà rất là độc hiểm và rất là nguy hiểm. Những người mà đối phó với lại Putin đó, mà nói với Putin đó là hiện sẽ cho độc chết hết. Cái người độc hiểm như vậy đó rất là dễ control và rất là dễ dàng để control người khác. Và Trump á, thì lúc nào cũng là nói coi Putin giống như là một người anh hùng, một người có quyền thế. Và Trump thích những người như vậy, thích những người giống như là Putin, thích những người giống như Tập Cận Bình. Lúc mà Hy qua bên Trung Quốc, khi nằng nỉ nằng này nằng kia, có thể là Hy đòi nhiều quá Trung Quốc không chịu cho,
giống như là sau khi mà Hy bầu cử, Hy được thắng cử cái 2016 đó, thì lúc đó 26 cái patent của con của Trump là Ivanka Trump được chấp thuận lập tức liền. Là tại sao? Là tại vì trong đó có cái gì đó mình không có thể hiểu rõ được, nhưng họ đã dàn xếp cái vấn đề đó để được 26 cái patent đó được approve liền. Mà Trump thì lúc nào cũng nói là ok, America first, cái gì cũng làm bên Mỹ, cái gì cũng sản xuất bên Mỹ. Nhưng những cái sản phẩm mà Trump làm ra, giống như là những cái tie, những cái này kia nọ, áo, những cái sản phẩm của con gái của Trump là Ivanka Trump làm ra những cái đồ đạc này kia là sản xuất ở Trung Quốc hết, chứ không phải là sản xuất ở Mỹ. Cái nón mà MAGA hat, cái nón mà đỏ đỏ đó, mà lúc mỗi lần mà Alan nhìn nó rất là sợ cái đó đó, là cái đó nó tượng trưng cho racist, là kỳ thị chủng tộc. Cái nón đó đó làm ở bên China luôn đó. Sau này thì bị người ta chửi quá nên mới sản xuất ở bên Mỹ đó. Thì đó là những cái chứng minh mà mình thấy Trump là một cái người xạo, kinh khủng xạo, một cái người dối trá, một cái người không có thể tin tưởng được để làm một cái tổng thống cho nước Mỹ hoặc là cho cả thế giới. Đối với Alan, một người chức tổng thống của nước Mỹ là một người cha mẹ, một người chức lớn cả thế giới luôn, là mình phải lo ngoài ra những cái dân mà mình cai trị, lo cho cả thế giới và đồng minh với lại những người trên thế giới. Giống như Trump lúc mà nhiệm kỳ xong là bắt đầu đi làm đập phá hết những cái người mà gọi là bạn hữu của nước Mỹ, giống như là bà Merkel ở bên Germany, bà Chancellor, giống như là tổng thống của thủ tướng của Canada. Hết những người đó họ đều nhìn Trump một cái cách lạ thường, một cái cách phản bội đó. Đối với Alan, cái đó có thể là một cái điều mà Putin rất là muốn để Trump làm, để đưa một cái người khùng vô chính phủ cái chức như vậy, để đập phá hết những cái gì mà nước Mỹ đã xây dựng lên. Đồng thời thêm là Putin bỏ Trump vào cái chức này để làm cái gì? Cái thời gian mà Tổng thống Obama nhiệm kỳ 8 năm đã cấm khai thác cái dầu mỏ ở cái khu vực mà Putin muốn khai thác, cái đó nó có mấy ngàn tỷ đô la ở trong đó. Thì sau khi mà Trump được nhiệm chức làm Tổng thống Mỹ rồi, thì đem cái ông Tillerson vô, cái ông đó không có một cái kinh nghiệm về vấn đề ngoại giao gì hết, nhưng ông đó là ông CEO của Exxon Mobil, là cái hãng dầu. Thì đem cái ông đó vô để coi như là dàn xếp với Putin về cái vấn đề khai thác dầu mỏ đó để họ hưởng lợi hết. Riêng về cái ông đó cũng nói Trump là một cái thằng moron, là một cái thằng ngu đó. Họ là bạn thân nhưng ông nói thật, mày là một thằng moron đó. Đối với Alan, nhiều người mà làm việc chung với Trump sau này thay đổi hoàn toàn hết để nói thật và nói xấu về Trump. Tại sao 35 người làm chung với lại Trump bị tù tội và bị kết án? Là tại vì hắn không phải là một người tốt. Hắn chọn những người mà giáo trá, mà xạo xết hoặc là gạt gẫm những người khác để vô những cái chức quan trọng ở trong chính phủ, để rồi gạt gẫm những cái đó để lấy moi tiền của chính phủ và moi tiền của dân. Đối với Alan là Trump lấy làm đủ cách để lấy cái chức tổng thống là tại vì khi đang nợ nần rất nhiều và đang đang thất thế nên cần cái chức tổng thống để làm lợi cho gia đình của him. Cái quan trọng đối với Alan thấy là Trump muốn lợi cho gia đình của him nhiều nhất, chứ không phải là lợi cho xã hội và cho những người mà họ cần thiết, giống như những người nghèo, những người cao niên, những người mà bị thiên phế binh, những người như vậy. Vâng. Sau khi mà chị Lệ Ngọc nghe Alan nói đó, thì đây Gary nghĩ như thế nào? Tại vì Alan có nhắc đến cái cô Ivanka Trump, những cái pardon của cô Ivanka được Trung Quốc chấp nhận. Thì Alan nghĩ như thế nào khi mà Alan đưa ra cái vấn đề đó? Rồi Gary, cái tiếp lời của em như thế nào? Vì chị Lê Ngọc nghĩ rằng là khi mà được đắc cử tổng thống đó, thì Donald Trump có nói rằng là ông sẽ từ bỏ những cái lợi nhuận của công ty của ông. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta lại không thấy, từ những cái con số mà New York Times đưa ra thì thấy ở ngay cả international interest và những cái business thì chính Tổng thống Donald Trump có được một cái lợi nhuận lên tới 73 triệu từ ở một số nước ngoài.
Như vậy thì em nghĩ như gì về cái conflict of interest, cái sự xung đột về lợi ích giữa những công ty của Trump và ngay cả giữa cá nhân là một vị tổng thống của một đất nước Hoa Kỳ, thì cái xung đột lợi ích đó như thế nào? Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng nghe có một số những công ty của Trump vẫn còn cái liên hệ với lại Trump mà lại bị dính vào nào là vấn đề pháp lý hay là bị thư kiện, bị đi tù. Thì Gary, em nghĩ như thế nào? Em thì có một cái suy nghĩ như thế này, khi mà nếu mà những người mà những anh chị cô bác mà ủng hộ Trump á, mà cảm thấy Trump làm cái vấn đề đó là bình thường, vừa là tổng thống vừa là một người làm kinh doanh business có những cái lợi nhuận là chuyện bình thường, thì đổi lại nếu mà một vị lãnh đạo của một nước như Trung Quốc hay Việt Nam họ có những cái kinh doanh riêng thì quý vị sẽ đánh giá như thế nào? Nó cái sự mà xung đột về cái lợi ích á, nó là một cái điều rất là rõ ràng. Đó là lý do tại sao mà trong lịch sử của Hoa Kỳ hiện đại, tất cả những cái tổng thống mà khi mà họ tranh cử thì họ sẽ công khai cái hồ sơ thuế để cho thấy được cái sự minh bạch về tài chính, tại vì cái đồng tiền nó quan trọng, nó có thể mua được con người. Và khi mà một người ngồi ở một cái vị trí cao nhất của một đất nước hùng mạnh nhất của cả thế giới á, họ có rất là nhiều quyền lực trong tay để họ xoay chuyển cái nền kinh tế sao cho có lợi cho bản thân họ. Thì đối với em á, khi cái hồ sơ thuế mà cái tờ thời báo New York Times họ đưa ra thì em cảm thấy nó em không có bất ngờ, là tại vì đây chính xác là lý do tại sao mà Trump liên tục từ chối công khai cái hồ sơ thuế, tại vì khi mà người ta nhìn thấy cái hồ sơ thuế này sẽ thấy rõ hơn về cái con người Trump khi mà ổng là người kinh doanh. Mà đối với em, cái mà em cảm thấy khó chịu nhất á là tổng thống của nước Mỹ, ổng thu nhập rất là nhiều tiền từ cái kinh doanh của ổng. Ổng đóng thuế ít hơn em trong một tháng thôi, một tháng em đóng thuế còn nhiều hơn ổng đóng thuế trong một năm. Thì có thấy cái điều đó rất là vô lý, mà rất là nhiều người ủng hộ Trump họ nói là ok, nhưng mà tổng thống Trump làm tổng thống thì không nhận tiền, không nhận lương, thì ok, ổng đâu có làm gì sai 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 pháp luật đâu. Nhưng mà em muốn nhắc một điều là như vậy: không nhận lương, lương của tổng thống Mỹ một năm là 400.000 đô la, 400.000 Mỹ kim. Tuy nhiên ổng không nhận cái tiền đó, nhưng mà mỗi cứ cách vài tuần ổng đi đánh golf tại chính cái sân golf của nhà mình, giống như là lấy tiền, và cái tiền mà đi đánh golf đó là trả cho chính cái sân sân golf của nhà mình. Chứ tính cho tới tháng 7 năm 2020 á, thì tổng số tiền mà tổng thống Trump đi đánh golf á, là 340 triệu đô. Mà chia ra tức là 400 ngàn một năm á, thì ông phải làm tổng thống 850 năm mới đủ để cho dân Mỹ trả cái số tiền đó. Kinh Thì khủng. nói một điều nhưng mà làm là một cái chuyện khác, và rất là mờ ám về cái vấn đề tiền bạc. Thì đối với em á, cái đó là cái điều em không thể tin tin tưởng được ở lãnh đạo của mình, tại vì một người mà mình thấy chính xác là họ không có cái nhu cầu minh bạch, họ không có một cái động thái nào để cho người dân cảm thấy tin tưởng là đây chính là người cầm trịch của quốc gia, là người sẽ lèo lái cái nền kinh tế á, thì em không thể nào tin tưởng được cái những cái quyết định lớn về nền kinh tế cho một cái người như vậy. Tại vì như bản thân như mẹ em đi làm công nhân bình thường thôi, mà mẹ em mỗi một năm đóng thuế còn nhiều hơn tổng thống Mỹ, thì khi mà nói câu nói ra nó vô cùng vô lý, và mình cảm thấy giống như mẹ em là người bỏ tiền, cái tiền tại vì cái tiền thuế á là cái tiền bỏ vô trường học, những trường công, mà rất là nhiều những khán thính giả Việt Nam mình sẽ biết là con mình đi học trường công thì sẽ không có tốn tiền. Nếu mà mình muốn chọn cho con mình đi học trường tư thì mình tự trả cái tiền đó, nhưng mà nếu mà học trường công thì không có tốn tiền. Những cái cơ sở vật chất như cái freeway mà mình chạy đi cũng là tiền thuế của người dân đóng vào. Thì tại làm thế nào mà một người công nhân ở Mỹ đóng thuế nhiều hơn cái vị tổng thống của nước Mỹ để đóng góp cho những cái vấn đề đó? Thì em thấy cái vấn đề đó nó vô lý kinh khủng. Alan, em nghĩ như thế nào? Hồi nãy giờ em chia sẻ với lại quý vị khán thính giả của NVR thì em có nhắc đến Putin, em có nhắc đến Tập Cận Bình. Thì chị Lê Ngọc sực nhớ tới còn có một nhà độc tài khác nữa, đó chính là Kim Jong-un.
Thì trong cái thời gian gần 4 năm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những gì mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố làm cho mọi người cảm nhận được là ông có thể là tạo ra được một cái gọi là một cái deal mà từ trước tới giờ đó tất cả những vị tổng thống trước đây, những vị cựu tổng thống không thể nào làm được, chỉ có mình tôi là tôi làm được. Rồi chúng ta thấy là chúng ta háo hức với tất cả những cái tin tức, thì chị Lệ Ngọc đều làm tin tức mỗi ngày, háo hức để mà có thể gửi đến cho cái vị khán thính giả để biết rằng có lẽ là Donald Trump sẽ tạo ra được một cái kết quả rất là bất ngờ để cho có thể tạo ra một cái vấn đề hòa bình giữa Nam và Bắc Hàn, và từ đó tới trên thế giới về vấn đề hạt nhân. Nhưng cái kết quả chúng ta thấy sau những cái lần họp thượng đỉnh lại không đi về đâu. Và những cái hình ảnh mà Tổng thống Donald Trump nói rằng đây là người yêu của tôi rất là yêu thích, thì phải nói rằng Gary và Ellen, em nghĩ như thế nào với những cái hình ảnh độc tài? Thì thấy Tổng thống Donald Trump có vẻ rất là yêu thích từ Putin cho tới Tập Cận Bình rồi cho tới Kim Jong-un, và đều ngược lại thì nói rằng tôi không tin vào cơ quan CIA, cơ quan FBI của nước Mỹ. Thì điều này em nghĩ như thế nào, Ellen? Em cảm ơn chị. Không biết là mọi người có biết cái show The Apprentice không vậy? Cái show mà Tổng thống Trump trước khi làm nhiệm kỳ Tổng thống Trump đã làm ra cái show đó đó. Cái show The Apprentice đó là nó là một cái show gọi là reality TV. Reality TV đó là những cái show mà họ muốn có những cái khán giả rất là nhiều. Trong cái show đó đó thì là Hy có những cái công ty để mướn những cái người công nhân để làm cho đó, xong rồi có những người đã làm không được thì Hy đuổi những người đó, gọi là you're fired. Thì cái show đó đối với em đó là một cái show bất lương, một cái show hạ nhục những cái người mà công nhân họ vô họ làm cho những công ty đó. Tổng thống Trump là một cái người muốn danh lợi rất là nhiều, là một cái người reality TV show đó, nên Tổng thống Trump lúc nào cũng muốn những cái tiếng tăm trên thế giới để Hy làm ra những cái chuyện mà giống như là người ta chưa có làm ra. Thì Hy đi để Hy kết nối và bắt tay với lại Kim Jong Un là Bắc Hàn để làm sao cho Bắc Hàn và Nam Hàn được unification, là hợp lại thành một. Nhưng mà hợp lại thành một là thành một cái gì? Thành một capitalism hay là thành một communism, cái đó mình chưa có biết. Cái thứ nhất, cái thứ hai là một cái trò show mà Trump đã biên ra để làm. Tới cuối cùng bao nhiêu cái cuộc họp, tới bây giờ cũng chưa làm được cái gì hết. Đây là một cái show để cho hắn được thêm tiếng, để người ta ủng hộ cho hắn. Nhưng những người mà thật sự họ nhìn ra những cái show này thì họ thấy đây là một cái show giả tạo. Đây là một cái show để tìm phiếu. Đó, chứ không phải là một cái sự thật. Để giúp đỡ cho Bắc Hàn và Nam Hàn có một cái sự điều hòa đó, để cho những người ở Bắc Hàn mà họ bị bao nhiêu năm khổ cực để họ có thể tìm được cái tự do cho họ, không có cái vấn đề đó. Đây là một cái show thôi mà Alan nhìn rõ ra cái vấn đề đó. Và riêng về Trump, Trump là một cái người thích những cái người giống như Putin, thích những người giống như là Tập Cận Bình, có những cái chức vị coi như là phải nói là gần suốt đời đó. Thì Alan nghĩ Trump đang đẩy những cái người vô cái Supreme Court để làm những cái việc đó. Tại vì sau khi mà Trump được những cái phiếu lớn, số đông về cái vấn đề Supreme Court, thì Hy sẽ có quyền để đổi những cái nhiệm kỳ, giống như bây giờ tổng thống chỉ có 2 nhiệm kỳ thôi. Hy có quyền đổi nhiệm kỳ unlimited, có nghĩa là lúc nào cũng được hết. Cái thứ hai mà Linh thấy đó là tổng thống giống như là tổng thống Barack Obama đi, trong thời gian 8 năm mà ông làm tổng thống, ông không có một cái scandal, không có một cái vấn đề mà nó phải nói xấu về ông. Ở bên phía mà gọi là Fox News á, thì họ lúc nào cũng tìm ra những cái gì để họ nói xấu với tổng thống Obama. Cái mà họ tìm ra mà cái độc chiêu nhất á, là tổng thống Obama mặc một cái bộ đồ mà xám rất là vớ va vớ vẩn đó. Những cái gì mà tổng thống Trump có đó, nó kinh khủng. Cái scandal của Trump á, nó nhiều kinh khủng mà không thể nào mà nói hết được đó. Đối với Ellen thì cái quan niệm một cái người lãnh đạo mà có nhiều cái scandal, có nhiều cái vấn đề mà xấu xa trong xã hội thì không nên làm tổng thống, để cho những người khác giống như Joe Biden,
những người mà họ đã có kinh nghiệm 40 mấy năm về trong chính phủ Mỹ, mà Joe Biden á, người có nhiều người người Việt mà cuồng Trump đó, cứ nói 47 năm mà Joe Biden làm ở trong chức của White House á, thì có làm được cái gì đâu. Okay. Những người đó nên suy nghĩ lại và nên tìm hiểu thêm về cái vấn đề của nước Mỹ nó operate sao. Những cái người ở trong Hạ viện hoặc là Thượng viện họ làm cái gì cho mỗi ngày, mỗi tuần. Đó, họ phải nghe những cái điều lệ, những cái luật lệ và những cái issue của đời sống của mỗi người dân ở trong nước Mỹ, và họ nghe, họ bàn và sau đó họ bầu về vấn đề đó. Đó là công việc mà họ làm rất là quan trọng. Mà những người mà nói Joe Biden không có làm cái gì hết trong thời gian 47 năm, cái đó là một lời rất là sai lầm rất là nhiều. Ông ta có kinh nghiệm rất là nhiều, và kinh nghiệm trong thời gian mà Tổng thống Obama làm Tổng thống 8 năm, ông làm Phó Tổng thống, ông lo rất là nhiều những cái chuyện quan trọng trong xã hội, giống như những cái chuyện mà về cái luật lệ right cho women, là những cái điều lệ mà người phụ nữ phải cần có, hoặc là control những cái vấn đề criminal trong cái nước Mỹ, hoặc là cái vấn đề mà gọi là mass shooting, bắn nhau ở trong cái nước Mỹ này. Cái nước Mỹ này không nên là một cái nước mà bị bắn gọi là mass shooting nhiều nhất trong những cái nước khác, không thể nào được. Tại vì sao? Tại vì những cái đơn vị giống như NRA, những cái đơn vị mà họ họ là association về súng ống, thì họ đã mua chuộc những cái người giống như là Tổng thống Trump, họ mua chuộc những người đó để họ có thể bán những cái súng ống rất là nguy hiểm cho người dân Mỹ ở đây. Những cái súng ống mà gọi là semi-auto rifle, những cái súng ống mà tự động nó bắn đó, không có nên có trong thị trường. Cái đó rất là quan trọng, tại vì một cái người con nít trẻ thôi, họ có thể cầm cái súng của cha mẹ đó, họ đi vô trường, họ bắn chết hết những em bé trẻ trong đó. Mà những người em bé hoặc là cô giáo đó không có cách để bảo vệ cho họ được. Và Mỹ đang xảy ra rất là nhiều trong cái thời kỳ tổng thống nào cũng bị hết, nhưng tổng thống Trump cũng bị rất là nhiều trong cái thời gian đó. Mà bao nhiêu lời khuyên, Trump cũng không bao giờ động đậy nói tới NRA hết. Và vẫn còn ủng hộ liệt miệt về cái vấn đề mà NRA không có cho ra những cái điều lệ để cấm những cái loại súng này, để cho con em mình có một cái an tâm để họ đi học. Đó, đó là những cái điều mà Linh thấy về Tổng thống Trump. Nó có nhiều cái điều xấu xa mà mình không, nó hệ không có nói hết được. Vâng. Alan nói đến rất nhiều những cái issue, những cái vấn đề của một vị lãnh đạo nước Mỹ, một vị tổng thống, đặc biệt là Donald Trump. Như vậy thì từ vì Alan nhắc tới những cái issue như vậy, làm cho chị Lê Ngọc chuyển qua Gary bằng một cách một cái đề tài nó khác đi. Tại vì Lê Ngọc, chị Lê Ngọc nghĩ là chắc chắn Alan cũng đã đọc, cũng đã nghe được từ những cái cuốn sách viết về vị tổng thống thứ 45, rồi cũng có những cái suy nghĩ trái chiều hay là mâu thuẫn lẫn nhau ở từ những thành phần cử tri chống Donald Trump hoặc là ủng hộ ông Donald Trump. Nhưng mà Gary, không biết là chị Lê Ngọc đưa ra cái này, nếu mà Gary không có theo dõi thì có thể pass qua Ellen, hoặc là cả hai em cũng có thể pass qua. Thì Gary, em nghĩ gì khi mà chung quanh chúng ta thấy rằng không có một cái cabinet nào của một vị tổng thống nào từ trước cho tới nay, cho tới tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, mà cái sự đến và ra đi rất là nhanh. Và khi mà chúng ta biết rằng là một vị tổng thống cũng như là một cái chức vụ mà người dân bầu lên mà thôi, chứ không có thể nào đứng trên luật pháp được, mà không mang lại tất cả những người tài giỏi đến phục vụ cho nước Mỹ. Vì một vị tổng thống thì không thể nào làm được hoàn toàn cho nước Mỹ, mà phải là cả một cái cabinet, cả một đội ngũ của những người tài đến đóng góp cho nước Mỹ. Thì em nghĩ gì khi mà chúng ta thấy được quá nhiều những cái cuốn sách viết rất là tiêu cực cho Tổng thống Donald Trump, từ trong gia đình của ông Mary Trump, rồi từ đến ông John Bolton, rồi đến ký giả Bob Woodward, rồi ngay cả ông cụ luật sư của Tổng thống Donald Trump, tức là ông Michael Cohen, quá nhiều những cái cuốn sách như vậy. Thì nãy giờ chị nghe Gary chia sẻ thì chị nghĩ chắc chắn Gary cũng không thể nào mà không chia sẻ những cái cảm nhận của em khi mà em thấy được những cái những tin tức từ những cuốn sách này. Đối với em á, Trump đã từng nói là ổng là người giỏi nhất trong cái vấn đề tuyển dụng, ổng chỉ tuyển dụng những người mà giỏi nhất thôi. Thì giống như chị Ngọc vừa mới nói á, là trong cái cabinet của Trump á, trong cái nội các của Trump thì
ổng là một trong những vị tổng thống mà có cái sự mà xoay vòng mướn rồi sa thải nhiều nhất. Thì nếu anh là người mướn được người tài thì tại sao anh không giữ họ? Và tại sao anh lãnh đạo họ ở một cái cách thức lãnh đạo như thế nào mà sau khi họ không làm việc với anh nữa, họ quay qua họ nói xấu anh? Cái đó nó thể hiện rất là nhiều ở cái vấn đề về con người và cách đối xử với con người, ngay cả những người thân cận nhất của mình. Nhưng mà đối với em, cái vấn đề như vậy nó nói nhiều về cái cách mà dùng người của Trump. Cách dùng người của Trump á, là có lợi cho bản thân ổng á, thì ổng sẽ sử dụng. Còn nếu mà không có lợi thì ổng sẽ, chẳng những là ổng bỏ đi, nhưng mà ổng sẽ bỏ đi sau rồi ổng chà đạp họ. Thì đó là một cái điều mà em cảm thấy nó rất là đáng buồn khi mà mình nhìn thấy cái vị lãnh đạo của quốc gia của mình là người như vậy. Và cái này nó không phải là chỉ trong cái nội các của Trump nữa, mà giống như là cái cuốn hồi ký của cháu gái của Trump á, là một người trong gia đình, là mình sẽ thấy được một cái pattern, một cái sâu chuỗi của sự việc, nó là cái tính cách, cái cách hành xử này nó đi từ trong gia đình, nó đi ra ngoài xã hội và đi vào ngay cả trong Nhà Trắng khi mà ổng là một người lãnh đạo của một quốc gia. Điều mà em đồng ý với anh Alan hồi nãy anh nói á, là khi mà Trump là một là tổng thống của một đất nước dân chủ, tuy nhiên ổng rất là thích làm việc và ổng rất là thích bày tỏ cái sự ngưỡng mộ của mình đối với những cái nhà độc tài trên thế giới, giống như là Kim, giống như là Tập Cận Bình, giống như là Putin. Thì điều đó, nếu mà một người Việt Nam muốn theo tiếng nói dân chủ, và thậm chí nếu các bạn muốn đấu tranh cho nền dân chủ ở Việt Nam á, thì các bạn nên thấy là ở nước Mỹ ngay thời điểm hiện tại á, cái nền dân chủ đang bị đe dọa rất là nhiều. Tại vì Trump là người muốn xóa đi cái nền dân chủ đó, ổng muốn có một cái nội các, ổng cũng muốn có một chính phủ, một cái Congress, một cái tòa, một cái tối cao pháp viện chỉ để ủng hộ ổng và những cái strategy, những cái chính sách của ổng bành trướng để thấy cái để thêm cái sự độc tài của mình. Thì cái vấn đề mà rất là nhiều người viết sách về Trump mà để công khai mà chống đối ổng á, nó làm cho em thấy cái nó làm tô đậm thêm cái tính cách mà mình đã thấy trong vòng 4 năm qua. Mình phải là người như thế nào để khi mà họ không còn làm việc với mình nữa, họ viết sách để tấn công mình trong khi mình là tổng thống của nước Mỹ, thì cái em thấy cái phải ở một cái mức độ nào đó thì người ta mới có đủ cái sự gọi là không thể chịu đựng được nữa và muốn viết những cái này ra để chia sẻ cho những người khác để họ cùng thấy cái con người thật của Trump, không phải là ai cũng thấy được. Không biết là Alan có muốn đóng góp gì hay không? Dạ, thì có chị. Dạ. Lúc mà em nhìn thấy Trump đó, thì em thấy cái sự bề ngoài rất là nhiều. Bề ngoài là sao? Khi tỏ ra, khi là một người mạnh, một người làm business giỏi, một người gọi như bây giờ là chính trị gia giỏi. Và đối với em, một người mà nói mình biết hết tất cả, thì một người đó, một người xạo. Trên đời này không có ai biết hết tất cả. Giống như em hỏi chị Ngọc, em đâu có biết cái người thầy giáo lớp 2 của chị tên gì đâu, đúng không? Cái người mà mình nói mình biết tất cả, mình biết về khoa học, mình giỏi hơn những người general, những người tướng, mình giỏi hơn những người này người kia rồi nọ, đó là một, đối với em là một cái lời xạo rất là lớn đó. Trump á, là một người muốn người ta trung thành với him, nhưng ngược lại khi không có trung thành với người ta, cái đó là cái quan trọng nhất mà em thấy trong cái vấn đề mà tại sao bao nhiêu người vô ra trong cái Nhà Trắng, trong cái Trump administration mà bị cứ cứ vài tháng vài năm là cứ ra, mà sau khi họ ra rồi họ chửi thậm tệ về vấn đề Trump, là tại vì họ trong cái dài đó họ biết cái người đó đang sao. Giống như cái cuốn sách của Mary Trump, tại sao Mary Trump là một người cháu mà tại sao không ủng hộ một người cậu của mình đã ra được làm tổng thống một cái chức lớn như vậy, tại sao cô phải nói lên những cái lời mà uất ức trong cái lòng của cô. Tại vì thứ nhất là cô ta là một bác sĩ về tâm thần. Cô ta biết những cái điều này rất là quan trọng để nói ra. Cô ta đã chứng minh và đã thấy cậu của mình trong nhiều bao nhiêu chục năm, 40, 50 năm, mà đã chứng minh những người cậu của mình xạo cỡ nào và dối trá cỡ nào. Giả tỷ như trong thời gian, đây là những cái điểm mà Linh thấy trong cuốn sách của Mary Trump rất là quan trọng. Trong cái lớp học, trong trường học, thì Trump lúc nào cũng là một cái người ăn chơi,
một cái người ta đây có giàu có, không lo học và lo mướn những người để thi cho mình, giống như mướn những người thi SAT cho mình đó, rồi mướn những người làm bài cho mình. Mình làm như vậy làm sao mình hiểu những cái vấn đề trong xã hội được, hoặc là những đề trong cái lớp học của mình được? Mình có tiền mình mua những cái đó không được. Cái đó là một cái quan trọng. Cái thứ hai mà Mary Trump nói ra là Trump dùng đủ mọi cách để ăn gian lận cái tiền trong gia đình. Hiện tại bây giờ thì Mary Trump đang thưa kiện Trump về cái vấn đề gian lận tài sản của bố ông nội để lại cho gia đình, là Trump hốt coi như là phần đông gần hết, không có chia sẻ nhiều cho những anh chị em khác hoặc là những cháu khác. Đó, đó là một điều mà Lan thấy rất là bậy về Trump. Đó, tiền những người giàu đó, thật sự những người giàu họ không cần phải có cái giảm thuế, họ cần phải giúp cho những người nghèo và xã hội nhiều hơn. Em hỏi chị Ngọc nè, những người giàu đó họ có đủ tiền để họ ăn tôm hùm và ăn trứng cá caviar mỗi ngày đúng không? Những người nghèo giống như những người mà họ nông dân đó, họ đang không có tiền để họ có thể trả cho tiền nhà của họ hàng tháng, tiền xe cộ, tiền bảo hiểm, tiền đủ hết cho con cái của họ. Mà Trump không nhìn thấy những cái này. Trump lo cho bản thân của mình, gia đình của mình và những người đã đóng góp tiền donation cho him mà thôi. Đó, đối với lên một người tổng thống như vậy không đáng làm tổng thống của nước Mỹ. Đó. Và còn thêm về Trump nữa, nói thiệt nếu mà nói ra nhiều cái mà mình rất là uất ức về cái vấn đề Trump. Trump đi ngoại giao nhiều nước, giống như Trump đến Việt Nam đi, thì nhiều cái tổng thống ngày xưa đó, giống như tổng thống Obama, khi không có cầm cái lá cờ của ở bên Cộng sản và khi quốc qua quốc lợi gì đi, Trump thì lấy tấm cờ đó cười tươi lên, quốc qua quốc lợi ủng hộ cho đảng đó. Mà những người cuồng Trump thì im re, không có nói về vấn đề này hết. Có nghĩa là mình nói tại sao một người chống lại Trung Quốc, chống lại Cộng sản mà lấy cái lá cờ của Việt Nam, Việt Nam nhớ là nước Việt Nam đang là nước Cộng sản chứ không phải là nước tư bản, lấy lá cờ đó phất lên phất xuống và cười tươi ra. Đánh Trung Quốc là một cái điều gọi là một cái show để cho người ta biết là mình ta đây đánh Trung Quốc, đánh không có hiệu quả và đánh làm sao đánh bị thua, đánh làm sao mất 300.000 cái công việc làm ở Mỹ, manufacturing job, những và bao nhiêu cái những người mà làm nghề nông họ phải phá sản về vấn đề Trump trade war. Đánh không có hiệu quả và đánh giả tạo. Đó, cái đó là cái Alan thấy rõ về vấn đề Trump. Về những người khác giống như là Amorosa, một cái cô Mỹ đen, có nhiều người nói ô Trump thương Mỹ đen, mướn nhiều người Mỹ đen. No, ở trong cái administration của Trump chỉ có hai người Mỹ đen mà Lên thấy, là một là cái cô Amorosa, sau khi cô làm thời gian rất là ngắn cô cũng bỏ ra và nói rất là thậm tệ về vấn đề Trump. Trump đã nói những cái chữ ở trong những cái lời nói của Trump là dùng cái chữ N, nghĩa là cái chữ gọi là rất là xấu với lại người Mỹ đen đó. Và cái người thứ hai mà Trump mướn là ông Ben Carson. Ông Ben Carson cũng là một cứ ứng viên của cái trong thời kỳ mà 2016 voting, sau khi đó he vô làm housing and urban development mà làm rất là nhiều điều mà bị người ta phải nói là chửi bới về vấn đề mà he làm cái đó. Giống như giả tỷ như là he nói ra trong cái thời trong cái văn phòng của him bây giờ phải cần phải sửa đổi lại hết, phải đem ra 43.000 đô để thay đổi những cái bàn ghế mà đã có từ lâu mà rất là đẹp rồi. Cái đó là những cái chuyện không cần thiết để làm đó. Thì Trump làm những cái chuyện mà mình nói là phải phải nói là không thể tưởng tượng được một cái người tổng thống như Trump mà làm ra những cái điều tồi bại như như vậy. Cảm ơn chị. Alan với lại Gary, hôm qua đó, buổi tối hôm qua, cái cuộc tranh luận giữa Phó Tổng thống Mike Pence và Thượng nghị sĩ Kamala Harris, thì chúng ta theo dõi, chúng ta thấy ngay từ cái giây phút đầu, cái sự gay cấn, cái sự sôi nổi, đó là từ bà Susan Page, bà đặt ra một cái câu hỏi ngay lập tức, đại dịch COVID-19, và hỏi ngay cả hai ứng cử viên Phó Tổng thống như vậy. Thì bây giờ đó, những cái giây phút cuối, thay vì chị Đại Ngọc đặt cho hai em ở ngay giây phút đầu, thì để cho quý vị khán thính giả nghe cái sự chia sẻ của
Alan và Gary thì ở những cái giây phút cuối đó là cái đề tài rất là quan trọng. Tại vì tài sản của một con người của chúng ta và tài sản một đất nước đó là sinh mạng của từng người dân một. Kinh tế có được mở cửa trở lại thật sự hay không là do cái sức khỏe, cái sự an toàn của người dân. Chứ bây giờ mở cửa ra mà lại lây lan quá nhiều rồi cũng phải đóng lại thì cũng như không mà thôi. Thì cái đại dịch Covid-19, cái thực tế chúng ta thấy rõ ràng cái sự thất bại của cái vấn đề giải quyết của chính phủ của Tổng thống Donald Trump. Thì hai em nghĩ như thế nào về cái đại dịch Covid-19 và nhất là sau khi Tổng thống Donald Trump ông đã bị dương tính với lại Covid-19 ở 3 ngày ở bệnh viện quân đội ở Water Bridge ở rất là gần với lại chị Lệ Ngọc cách chừng nửa tiếng ở Bethesda, Maryland, rồi khi về trở lại với những cái sự tuyên bố mà hầu như tất cả những nhà chuyên gia về y tế khoa học đều nói rằng là những cái sự tuyên bố rất là điên rồ. Thì Alan và Gary, hai em nghĩ như thế nào? Thì nãy giờ Alan rồi bây giờ Lê Ngọc mời chị Lê Ngọc mời Gary trước và sau đó là Alan. Mời Gary. Dạ, cảm ơn chị. Thì như lúc ban đầu em nói là cái vấn đề về con số là bao nhiêu người tử vong ở Mỹ là một số thương tâm và không bao giờ nên nói là 200.000 người là ít hơn 2 triệu người. Nên em thấy khi mà ngày hôm qua khi mà Mike Pence nói câu đó trên cái buổi tranh luận á, thì như hồi nãy em có đề cập đó là em thấy nó rất là vô tâm. Cái điều thứ hai, khi mà Trump là người nhiễm bệnh thì trong đầu em có một cái suy nghĩ là hy vọng ông Trump sau khi mà ông hy vọng ông cũng sẽ khỏi bệnh và hy vọng sau khi ông bị nhiễm cái bệnh này ông sẽ thấy được cái tầm quan trọng của cái bệnh này với tư cách là một người bệnh nhân. Thì giống như trước đây Thủ tướng Anh á, ông Thủ tướng Anh ổng từng bị cái COVID này lúc mà thời gian ban đầu, thì sau khi mà ổng ra viện ổng thay đổi cái suy nghĩ, cái quan điểm của mình và ổng thay đổi cái chính sách mà quản lý con người trong cái thời COVID, thì ổng đẩy mạnh cái đầu tư về kinh tế, ổng nghe những cái lời khuyên của những chuyên gia về y tế để giúp cho ổng và giúp cho nước Anh thoát khỏi cái đại dịch này. Nhưng mà đối với Tổng thống Donald Trump á, ổng sau khi ổng hết bệnh, ổng lại có một cái niềm tin vững chắc hơn là cái COVID này nó không có quan trọng, ổng thoát bệnh nên không đừng 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 ai lo lắng gì hết, nếu mà Trump có thể thoát thì các bạn cũng có thể khỏi bệnh nên đừng lo gì hết. Thì em cảm thấy cái điều này nó giống như là một cái gáo nước lạnh tạt vào mặt những cái bệnh nhân của những bệnh nhân COVID cũng như những người thân của những người thân của những người đã khuất vì cái COVID này. Tại vì đối với Trump nó không không phải ai cũng có được cái sự mà điều dưỡng về sức khỏe như tổng thống Mỹ. Khi mà ổng bị bệnh, ổng có trực thăng cậu đi tới một cái bệnh viện mà nơi mà ổng có thể có được những cái sự chữa trị gọi là cao cấp nhất của nước Mỹ. Không phải ai cũng có được cái đặc quyền đó và không phải ai cũng có được được sử dụng những cái thuốc mà người dân họ không có cái availability cho họ. Thì sau khi ổng khỏi bệnh, ổng vừa bước vào Nhà Trắng và ổng ngay lập tức ổng tháo cái bịt mặt ra, trong khi ổng đang là người dương tính với COVID, thì những tất cả những hành động đó nó đi ngược lại với tất cả những cái lời khuyên của những chuyên gia về y tế. Thì một lần nữa thể hiện được rằng là Trump là người không có quan tâm về, thứ nhất Trump không phải là người quan tâm về luật lệ, ổng coi ổng đang nằm trên luật pháp. Cái thứ hai, đối với Trump á, những cái điều mà có lợi cho ổng sẽ làm. Ví dụ như là những cái việc mà ổng coi thường cái COVID, ổng làm cho người dân không có cái sự ổng làm cho người dân có một cái sự chủ quan rất là lớn đối với COVID. Tại vì sao? Ổng rất là sợ khi mà đóng cửa nền kinh tế thì nền kinh tế đi xuống, và đối với Trump cái nền kinh tế là cái điều duy nhất mà ổng có thể bám víu vào để trong cái cuộc tái bầu cử lần này. Và khi cái nền kinh tế nó đi xuống coi như ổng không còn một cái gì hết, thì đó là do tại sao ổng phải play down, ổng phải coi như là xem thường nó. Thì khi mà Trump nói với mọi người là mình đã coi như là ok, tao bị COVID rồi nè, đối với tao cái vấn đề về COVID nó như là một cái ông dùng cái từ tiếng Anh là một cái blessing, là một cái em không biết dịch ở tiếng Việt là như thế nào, nhưng mà đối với ổng cái khi mà bị COVID xong, đối với ổng như là một cái phước lành để cho ổng cảm thấy như là COVID này nó không có quan trọng đâu, mọi người đừng có lo. Thì làm sao mà để cho những người dân họ
Những người mà tin tưởng Trump á, ổng đang đặt những cái người mà theo ổng, những người tin tưởng ổng vào cái hiểm cảnh là những cái người nào mà họ bị mắc COVID, họ lây cho những người lớn tuổi hơn là hay là những người có bệnh nền á, những người có nguy cơ cao bị bệnh. Chính Trump là người đặt những cái người ủng hộ Trump vào cái thế nguy hiểm, những cái thế hiểm cảnh. Giống như em suy nghĩ rất là đơn giản, khi mà mình vào một cái nhà hàng mình ăn á, mình muốn ăn ngon mình hỏi đầu bếp. Khi mà mình muốn xây nhà thì mình gặp những cái kiến trúc sư để mình hỏi họ, tại vì những người đó là những người có cái chuyên môn. Thậm chí ví dụ em biết nấu ăn nhưng em không thể nào nấu giỏi bằng đầu bếp. Giống như Trump á, khi mà có vấn đề về y tế thì thay vì tin tưởng và nghe lời những cái vị chuyên gia về y tế, những cái chuyên gia về dịch tễ học, những cái người mà Tổng thống Obama từng để lại để cho chuẩn bị cho nước Mỹ khi mà có những cái đại dịch như thế này xảy ra, Trump không nghe lời họ, Trump bác bỏ tất cả, và đối với Trump cái những gì mà ông nghĩ á, là những cái điều đúng đắn và mọi người nên nghe theo, thì đó là cái tư tưởng độc tài. Và đó là cái điều mà em cảm thấy rất vô cùng thất vọng những cái ngày gần đây, khi mà đọc báo nghe tin tức về Trump bị mắc COVID rồi sau đó khi mà ông đã khỏi bệnh thì không mang lại một cái điều thay đổi nào hết. Những con người Trump vẫn là như vậy, ông vẫn coi thường cái dịch bệnh mà đã giết chết hơn 200.000 người Mỹ. Alan nghĩ như thế nào? Dạ, em thì em có nhiều cái suy nghĩ về cái vấn đề này lắm chị. Cái thứ nhất là mình so sánh giữa Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Joe Biden trong cái thời kỳ 8 năm mà họ đã lo hai cái dịch rất lớn ở trong nước Mỹ. Cái dịch thứ nhất là cái dịch gọi là swine flu, có nghĩa là dịch cúm về con heo đó, gọi là H1N1 đó. Thì lúc đó đó thế giới, cả thế giới bị hết, và riêng về nước Mỹ thì bị khoảng 60 triệu cái case đã bị ảnh hưởng về cái này đó. Mà Tổng thống Obama với lại Phó Tổng thống Joe Biden đã bảo vệ người dân mà chỉ có 11.000 người chết thôi. Cái số đó rất so sánh với lại Trump, 60 triệu người bị ảnh hưởng mà chỉ có 11.000 người bị mất thôi. Và trong thời gian đó không có cần phải đóng chính phủ, đóng nền kinh tế xuống hoặc là thất nghiệp. Đó, đó là những cái quan trọng mà mình thấy một người tổng thống họ làm việc rất là đàng hoàng, một người phó tổng thống họ rất là đàng hoàng để lo cho những người dân đàng hoàng trong thời gian đó. Chị em mình đâu thấy giống như những cái vấn đề mà phẫn nộ rất lớn giống như bây giờ đúng không chị? Trong thời gian đó đó mình thấy rất là yên hòa, và họ đã âm thầm lo cho dân ở ngoài sao, không cần phải nói xạo giống như Trump bây giờ, để lo cho những, làm cho dân nó phẫn nộ lên và chết biết bao nhiêu người. Và tổng thống phải nên nghe những người, nghĩa là nhà khoa học đó, những người scientist, tại vì họ có kinh nghiệm, họ đã học ra bao nhiêu năm về khoa học và họ đồng thời đã làm việc về khoa học bao nhiêu năm, họ có kinh nghiệm rất là nhiều. Mình nên nghe những người khoa học mà họ khuyên mình những cái gì, những cái lời tốt. Họ không có đứng ra để họ làm những cái điều xấu cho cái đất nước của họ đâu. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là những cái khác biệt giữa giữa Trump với lại Joe Biden. Cái dịch thứ hai mà Linh thấy rất là nguy hiểm là cái dịch Ebola, là một cái dịch mà nó giết khoảng 7 người trong 10 người lúc mà họ bị phải cái bệnh này. Thì trong thời gian đó đó, Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Joe Biden đã bảo vệ nước Mỹ và không có một người bị chết. Chỉ có một cô Việt Nam mà là y tá đã chuyên trị cho một cái người bị Ebola, cổ bị Ebola nhưng cậu đã được cứu và không không có mất. Và mình thấy cái điều đó là một cái, là chứng minh rõ ràng là Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Joe Biden đã bảo vệ người dân, và mỗi cái tính mạng của người dân đối với họ rất là quan trọng. Còn đối với em thì em thấy Trump coi cái tính mạng người giống như là một cái rác. Hắn bỏ lúc nào cũng được và hắn nói cái gì cũng được. Giống như là 210.000 người, chỉ biết trong thời gian mà chiến tranh Việt Nam đó, nó từ 1963 tới 1973 chết 58.000 người lính Mỹ ở trong thời gian đó, mà tới mười mấy năm, mà mới đây có mấy tháng thôi, mà cái vô trách nhiệm của Trump và cái sự mà không nghe tin tưởng của những người khuyên khoa học đã làm chết 210.000 người. Mà trong số đó đó, nhiều người mà ủng hộ Trump mới nói là số đó là số giả, không đúng, đó là số thật. Tại vì những người mà bị nhiễm COVID đã bị test là mình đã dương tính về cái COVID rồi, và sau đó mình mất là họ tính là mình mất về cái COVID chứ không phải là tự nhiên lấy cái số chết và nói là đây là COVID, không đúng. Đó, cái đó là cái mà Linh thấy là nhiều người cuồng Trump không có hiểu rõ về vấn đề này. Đó, cái mà Linh mà bực tức nhất là những cái lời xạo của Trump. Từ hồi tháng 12 tới tháng Giêng, tới tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 tới tới giờ luôn đó,
Thứ nhất là Trump tỏ ra mình là một người mạnh, một người anh hùng, không có cần đeo mặt nạ. Khi làm như vậy đó là cho không có những người mà họ thích thêm hoặc là cuồng theo thêm đó, không có noi gương theo. Là thứ nhất là không có mandate cái mask wearing, có nghĩa là không có ra cái điều luật là ai cũng phải không đeo mặt nạ hết. Những người như tụi em nghe cái đó là tụi em thấy là quan trọng là mình phải bảo vệ cho mình và bảo vệ cho những người thân của mình, thì mình đeo mặt nạ, mình đi đâu mình cũng đeo mặt nạ hết. Nó rất là khó chịu tại vì nước Mỹ là cái nước mà không có quen về vấn đề quen mặt nạ, giống như ở bên Việt Nam đi hoặc là bên Trung Quốc đi, họ đã quen mặt nạ lâu tại vì những cái pollution mà trên cái không gian đó, nó làm cái ô nhiễm môi trường đó, nó làm cho họ họ phải đeo mặt nạ, họ quen, họ họ mang quen rồi. Còn nước Mỹ thì cái không khí nó rất là thoải mái, nó rất là đẹp, thì họ không có mang mặt nạ quen nên bây giờ họ không muốn mang mặt nạ đó. Mà Tổng thống Trump lại ra một cái hình ảnh là một người mạnh, không cần sợ cái dịch này, không cần sợ cái virus này, nên khi không trong thời gian bao nhiêu tháng nay không có mang cái mặt nạ, trong thời kỳ mà người ta chửi bới quá nhiều đi mà ổng thấy là phải nên mang mặt nạ, thì lúc đó ổng mới bắt buộc để mang mặt nạ. Nhưng mà trong tấm lòng của ổng thì ổng lúc nào cũng nói ổng là một người mạnh mà không có sợ về COVID. Cuối cùng ổng cũng bị dương tính về cái COVID này. Mà ổng đã bảo vệ ổng biết bao nhiêu, có nghĩa là những người mà gần ổng phải đi thử hết trước khi mà gặp ổng. Mà cuối cùng ông trời cũng nói ok, tôi cho anh cái vấn đề dương tính để anh hiểu về vấn đề này. Chị biết không, hồi nhỏ đó thì mẹ em là đạo Cao Đài, nên tụi em mẹ dạy là em phải tôn trọng hết những cái đạo khác, tụi em phải học hỏi hết những đạo khác, giống như đạo Tin Lành, đạo Công giáo, đạo Muslim, đạo Hindu đồ, tụi em phải học hỏi hết về những đề đó. Thì em cầu nguyện với Chúa, với Phật, với Allah là sau khi mà Tổng thống Trump được nhiệm kỳ Tổng thống 2016 là khi sẽ làm một cái điều tốt. Lúc đó thì em đã bầu cử cho Hillary, nhưng sau khi mà Trump được đắc cử thì em cũng chúc mừng cho Trump và chúc mừng cho những người mà đã bầu cử cho Trump, là em mong rằng là Tổng thống Trump sẽ là một Tổng thống tốt và sẽ thay đổi những cái gì mới lạ trong nước Mỹ và để thay đổi. Nhưng trong thời kỳ gần 4 năm nay mà em thấy những cái điều mà Trump làm thì rất là tồi bại, mà em đã rất là hối hận những người mà họ đã bầu cử cho Trump. Đây là một cái lần rất là sai, rất là sai, rất là nhiều. Thì Alan mong rằng là quý vị hãy thấy những cái điều đó và kỳ này nên bầu cử cho những người họ đàng hoàng hơn và họ lo cho những người dân và lo cho gia đình mình đàng hoàng và xã hội hơn. Đó. Và đối với Trump đó, nếu mà Trump là một cái người mà nghe lời những cái người nhà khoa học để trong cái thời kỳ mà dịch này đó, thì nước Mỹ không cần phải đóng cửa về economic, không cần phải đóng cửa và không cần phải mất gần 20 triệu người không có công ăn việc làm, và hơn 100 mấy chục ngàn cái cơ sở thương mại đã bị đóng cửa bởi vì cái mùa COVID này, bởi vì cái lãnh đạo vô trách nhiệm của Trump. Cái đó là cái rất là quan trọng. Và em nói thêm về cái vấn đề mà Vice Presidential Debate của Kamala và của Mike Pence, thì em có coi suốt giai đoạn mà họ đã debate về cái vấn đề này, thì em thấy hai người đó thật sự là xuất sắc hết, hai người đó rất là giỏi. Nhưng em rất thích Kamala hơn, là she nói những cái sự thật mà những cái vấn đề về xã hội rất là quan trọng đối với em. Cái vấn đề thứ nhất là nói về cái vấn đề Roe versus Wade, là cái vấn đề mà cho cái người phụ nữ họ có cái quyền để họ quyết định cho cái thân thể của họ. Đối với em thì em nghĩ là những cái người con mà trên thế giới này không nên phá thai, đối với em như vậy. Thì em nghĩ là nhưng có cái trường hợp cho những người phụ nữ họ không có thể quyết định được giống như vậy, giống như là bây giờ một người phụ nữ bị hiếp dâm đi thì tự nhiên họ bị có thai bởi cái người mà họ hiếp dâm đó, thì của chị thì họ quyết định là họ không có muốn một cái đứa con mà của một cái người mà đã hiếp dâm họ, thì có phải là họ phải có cái quyền để họ quyết định cho cái cơ thể của họ hay là không? Đối với em cái đó là rất là quan trọng. Cái thứ hai là về cái vấn đề mà cái issue của nhiều cái vấn đề trong xã hội mà Kamala đã nói ra, thì em nghĩ là quý vị hãy nên xem lại những cái cuộc tranh cãi của Phó Tổng thống Mike Pence và Kamala, và quý vị sẽ quyết định sáng suốt hơn về cái vấn đề đó. Cái debate giữa Donald Trump với lại cái debate của Joe Biden thì Alan thấy nó giống như là một cái trò hề, một cái sân khấu mà cả thế giới đều nhìn vô, mà ông Trump thì cứ tiếp tục cãi bướng, cãi bướng, cãi bướng và nói không ngừng, có nghĩa là
cái người mà Chris Wallace đó, họ đã ra cái điều luật là ok, hai bên phải cho 2 phút để nói chuyện. Một cái người mà không có nghe cái lời mình đã cam kết và mình đã chỉ bảo là ok, được 2 phút để nói thôi, mà mình cứ bướng để nói hoài, mà cái người mà gọi là host đó, họ không có thể ngừng mình được, cái người đó là vô học. Đối với lại một người đó là người vô học. Và phó tổng thống debate đó cũng bị như vậy, nhưng đỡ hơn là Trump. Mike Pence cứ nói hoài quá cái thời gian mà quyết định của him. Kamala cũng có nói nhưng mà giới hạn nhiều hơn. Kamala nói là tại vì she muốn phán lại những cái điều mà Mike Pence đã đánh hơi đó. Thì đối với Ellen, Joe Biden và Kamala là một cái ticket rất là đáng để mình bầu cử cho hai người đó. Thời gian mà chị Lê Ngọc nghĩ là cũng hơn 1 tiếng đồng hồ mà quý vị theo dõi Gary với lại Alan chia sẻ những gì mà hai người bạn trẻ này đã cảm nhận được bằng từ trái tim. Hồi nãy giờ Lê Ngọc thấy là rất nhiều quý vị khán thính giả cảm ơn Alan, cảm ơn Gary, rồi còn có một vị thính giả còn nói rằng là cảm ơn hai trái tim vàng nữa. Thành thử thật sự Lê Ngọc, chị Lê Ngọc cũng muốn xem coi trong đó có phải là trái tim vàng hay không nữa, hay là, nhưng mà có một điều chị Lê Ngọc nghĩ là hai trái tim của em đầy những cái nhiệt huyết của người trẻ. Tụi em đã chia sẻ những trung thực. Thì nãy giờ đó có một cái điều mà chị Lê Ngọc nghĩ là có lẽ vì em cũng là một film producer thì em có nhắc đến cái Apprentice show của tổng thống Donald Trump, của ông Donald Trump, và em có nói một cái câu là trước đây ông hay thường nói you are fine. Thì lần này đó có lẽ là chị Lê Ngọc nghĩ là đây là đến lúc mà chúng ta, những người công dân Mỹ, những cử tri Hoa Kỳ, chúng ta có cái quyền thể hiện qua lá phiếu chúng ta fight tổng thống Donald Trump. Thì trước tiên chị Lê Ngọc đã thấy Alan fight Donald Trump, Gary fight Donald Trump, và có lẽ có rất là nhiều qua những cái tin tức mà chúng ta cảm nhận, chúng ta nhận được hàng ngày. Thì ngay trong ngày hôm nay, lần đầu tiên mà chị Lê Ngọc thấy từ CNBC, MSNBC, CNN đã cho thấy rằng không riêng gì cái số phiếu của người dân population vote, mà ngay cả đại cử tri đoàn. Thì hiện nay ở thời điểm này nha, thưa quý vị, chứ một cái điều chắc chắn là chúng ta phải đi bầu. Bầu thì chúng ta mới thực sự nói lên được cái tiếng là chúng ta không chấp nhận, chúng ta fight Donald Trump. Chứ còn những cái kết quả thăm dò vẫn là những kết quả thăm dò, nhưng mà lần đầu tiên thì chị Lê Ngọc đã thấy là liên danh của ông Joe Biden và Harris đã có thể vượt qua được cái số cử tri đoàn hiện nay ở những cái tiểu bang mà chắc chắn bỏ cho Biden, hoặc là ở những cái tiểu bang hướng về Biden, hoặc là những cái tiểu bang dao động. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay họ đưa ra cái con số là ông Joe Biden đã có thể chiếm được 279 phiếu đại cử tri đoàn. Nhưng một lần nữa, vote thì để cho thực thi được cái quyền công dân của chúng ta. Alan với lại Gary, trước khi mà tạm biệt thì bây giờ trở lại Gary gọi là chúng ta chia tay tạm biệt với lại quý vị khán thính giả một cách rất là nhanh gọn, thì cái lời kết của em như thế nào, em thể hiện như thế nào để mà em có thể gửi đến cho những người ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump, hoặc là những cử tri đang do dự. Một cái điều mà chị Lê Ngọc thấy, mặc dù chị hỏi Gary và Alan, chúng ta biết rằng dân chủ chắc chắn sẽ bầu cho ông Joe Biden, và những người Trumpers cũng chắc chắn sẽ bầu cho Donald Trump. Nhưng những cử tri đang dao động, và những cử tri ngay cả biết đâu Gary và Alan có thể thuyết phục được những Trumpers. Thành thử lời tạm biệt ngày hôm nay với lại quý vị khán thính giả, chị Lệ Ngọc nhờ Gary và sau đó Alan nói cái lời chính yếu để mà xem có hai em có thuyết phục được hay không. Mời Gary. Em đầu tiên em cũng cảm ơn chị Ngọc đã có dành thời gian cho em và Nalan ngày hôm nay để đến và nói chuyện với chị và nói với khán thính giả của kênh NVR. Thì đối với em á, em mong muốn mọi người sẽ nhìn thấy cái cuộc bầu cử này nó quan trọng như thế nào đối với tương lai của nước Mỹ, không chỉ tương lai của bản thân mà là tương lai của các thế hệ con cháu sau này nữa. Đối với em, nhìn người, nhìn việc và xem những cái lời nói và cái hành động của họ nó có đem lại kết quả cho chính người Mỹ sống trên đất Mỹ hay không. Chứ khi nhìn vào hai cái người này thì một người, như em nói, một người cho em cái cảm giác an tâm, một người không cho em cái cảm giác an tâm.
Em tin chắc chắn rằng Joe Biden khi mà ông lên làm tổng thống, ông sẽ lo cho tất cả những người Mỹ, những người đã bầu cho ổng và những người không bầu cho ổng. Ông sẽ lo cho tất cả những người Mỹ, tại vì đó chính là cái con người, đó chính là cái tình yêu của Joe Biden đối với nước Mỹ. Em không tin là Trump làm được điều đó, và 4 năm qua là cái mà đã chứng minh cho mọi người thấy là nếu mà theo Trump á, thì sống, còn không chống Trump á, thì không có kết quả tốt đẹp. Đó là cái lời em muốn nói, và em muốn mọi người khi mà mình nghe tin tức hay là mình xem trên Facebook thì mình nên kiểm chứng lại cái thông tin đó. Có thể mình hỏi con cháu, bạn bè trong gia đình mình xem những cái tin tức đó nó có thật hay không, và mình nên đưa ra cái nhận định của mình trên cái sự thật, trên cái số liệu, hơn là những cái thông tin giả hay là những cái thuyết âm mưu mà trôi nổi trên mạng. Thì em mong rằng lời ngày hôm nay khi mà có mặt ở đây, em đưa ra cái tiếng nói rất là nhỏ của mình, cái quan điểm của bản thân em là một người trẻ. Em hy vọng mọi người sẽ lắng nghe và mọi người sẽ cân nhắc về cái quyết định vô cùng quan trọng này trong mùa bầu cử năm nay. Mời Alan. Dạ, em cảm ơn chị Lệ Ngọc, với lại cảm ơn Gary. Với lại trước khi mà xin chào quý khán giả của đài NPR đó, thì Alan có những lời Alan nói từ trong lòng của mình ra. Cái thứ nhất là trong gần 4 năm nay mà Alan chứng minh đã thấy những cái gì Tổng thống Trump đã làm, thì đó là những cái điều mà Alan không chấp nhận. Và Alan nghĩ rằng Joe Biden với lại Kamala sẽ là một người Tổng thống và Phó Tổng thống rất là tốt cho cái thời kỳ nhiệm kỳ tới. Thì quý vị đừng có ý những cái poll mà họ đã nói về vấn đề Joe Biden đang thắng, phải nên đi để bầu cử. Thứ nhất là nếu mình được những cái ballot ở nhà, mình nên coi những cái instruction rất là kỹ và mình điền nó vô và mình gửi nó vào. Hoặc là mình tới tháng 11 ngày 3 đó, nếu mà mình đi bầu cử hoặc là trong thời gian mà tiểu bang mình có khu vực mà bầu cử sớm hơn đó, thì mình nên đi bầu cử liền. Hoặc là mình kêu gọi những người gia đình và bạn bè thân để mình đi bầu cử chung. Đó, cái đó là rất là quan trọng, tại vì đây là một cuộc bầu cử phải nói là trong quan trọng nhất trong cái thời gian mà lên ở Mỹ từ năm 85 tới bây giờ đó. Thì anh thấy cuộc bầu cử này là rất là quan trọng đối với lại những cái gì mà quan trọng đối với xã hội, đối với lên là những cái gì trong xã hội quan trọng, là lo cho những người nghèo, những người già, những người khuyết tật đó, những người mà cần thiết cái sự quan trọng, chứ không phải là người giàu không. Nếu mà Trump làm tổng thống nữa thì sẽ y chang như là 4 năm nay, sẽ là một cái chữ, cái gọi là cái khùng điên trong cái thời kỳ này. Nó rất là khùng điên nhiều. Trump rất là giỏi về cái vấn đề mà làm fake news. Trump làm nổi tiếng cái chữ fake news, là cái chữ tin tức giả, nhưng Trump là cái người phát ngôn ra fake news nhiều nhất, và phải nói là đẩy ra thị trường cái fake news nhiều nhất là Trump. Thì cái người mà giả dối như vậy thì không có nên tin tưởng người này, để một cái người để cầm quyền cả nước Mỹ và liên quan tới cả thế giới. Đó, đối với anh như vậy thì quý vị nên xem lại, và xem giống như những người mà yêu thích Trump, nói là Trump sẽ tiêu diệt Trung Quốc và Trung Cộng. Cái đó là một điều rất là sai. Trump là một cái người gọi là làm một cái show để cho quý vị coi, để quý vị thích thôi, chứ không phải là một người chứng thật mà để nói là phải tiêu diệt cộng sản khắp thế giới. Cái đó là không đúng. Cái đó là cái quan niệm mà Lâm thấy rất là quan trọng, mà người Việt Nam mình bị say mê về cái vấn đề fake news của Trump rất là lớn. Về vấn đề đó, đây là một người giả tạo, một người xạo xệt, một người gian manh, không có nên nghe lời những cái người như vậy. Đó, thì Alan mong rằng các bạn sẽ đi bầu cử cho Joe Biden và Kamala Harris. Dạ, xin cảm ơn. Và Alan cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe Alan và Gary với lại chị Lê Ngọc trong kênh của NPR. Xin cảm ơn. Và chúc mọi người bình an trong cái mùa COVID nha. Dạ vâng, thưa quý vị, vote, 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 đó là những cái chữ mà Alan, Gary và Lệ Ngọc gửi đến cho quý vị. Và cái câu chúc của Alan đó là cái lời tạm biệt, là tất cả chúng ta đều được bình an, nhiều sức khỏe và hạnh phúc, và đi bầu và trông chờ vào ngày Thanksgiving thì chúng ta sẽ có những niềm vui, mùa xuân sẽ nở trở lại ở đất nước Mỹ, Hoa Kỳ của chúng ta. Lê Ngọc xin kính chào. Dạ. Xin chào chị.